Em chào các chị. Tối nay lên Mịnh Hàng, Mịnh Gân nha các chị yêu ơi. Hứa với các chị đẹp nhà em bữa giờ luôn mà chưa đi, đi chưa được được nè. Nay mới like. Trăm ngàn các chị đẹp nhà em nha, em sale còn 100.000 một bộ. Mực xé nước dừa giá 130 một ở quanh 390 một ký nha chị Quỳnh Hương ơi, 390 một ký chị. Giá đó với giá tôm khô là nè, bây giờ là tới Tết là nó lên từng ngày vậy mấy chị, không có hàng. Rồi bộ em đang mặc là mịn gân với mịn hàng nha các chị ơi, nó lộn xộn nha. Em sale cho các chị đẹp nhà em còn 100.000 một bộ thôi. Bộ này là hôm bữa em mới like được có phân nửa ha. Bữa nay like tiếp nha. Chị nào hôm bữa chưa mua được thì hôm nay các chị đẹp nhà em mua thêm. Bộ em đang mặc là size L, là size 52 kg trở lại các chị. Size 52 kg trở lại. Em chào chị Sang Úc, em chào tất cả các chị nha. Rồi các chị nhìn thấy rõ không các chị? Ngày mai em có da heo về. Em mới điện qua lò, lò nói là có nha các chị. Mai da heo về, mai em trả đơn cho các chị. Chị nào muốn đặt thêm da heo thì các chị đặt nha. Rất là ngon luôn. Chờ các chị đẹp nhà em vô tí xíu nha, vô like tí xíu. Các chị đang xem cho em xin một nút chia sẻ nha các chị yêu ơi. Mịn gân mịn hàng em sale còn 100.000 một bộ. Rất là đẹp luôn. Mịn gân mịn hàng, mịn này người ta bán 200 mấy một bộ đó các chị. Da heo là 450 một ký chị. Em vô túi 200 g, túi 200 g là 90.000. Da heo nó sấy nó nhẹ lắm nên là cái chị mua mấy trăm gram là nó cũng nhiều rồi đó. Táo đen tầm khoảng 4 hoặc 5 ngày nữa em mới có hàng nha các chị. Táo đen tầm khoảng 4 hoặc 5 ngày nữa em mới có hàng chứ hiện tại bây giờ là không có táo đen. Đơn hàng ở bên em á làm đơn quần áo á là phí ship 20.000, còn đơn thực phẩm á là phí ship 30.000 nha các chị, bên em không có miễn ship nha. Em không có miễn ship. Rồi ok cô Mai Phạm, cho cô Mai Phạm 1 ký táo đen. Táo đen là tầm khoảng 4-5 ngày nữa con mới có nha cô. Là xưởng trứng muối mình còn hàng không? Ok cô Mai. Rồi em lên luôn nha các chị yêu ơi. Em lên luôn đồ cho các chị đẹp nhà em nha. Bộ này em đang sale cho các chị 100 ngàn nha các chị đẹp. 100 ngàn. Hàng cỡ về sớm thì em sẽ trả cho các chị sớm. Lạp xưởng là hiện tại em có hàng nha chị, táo đỏ có chị Trần Quỳnh Giao nha. Táo đỏ cũng 3 4 ngày nữa em về hàng luôn đó chị. Hiện tại là em có đầy đủ hàng cho cái chị đẹp nhà em. À, nhưng mà táo thì em hẹn cái chị 4 ngày nữa, 3 hoặc 4 ngày nữa em trả hàng. Lạp xưởng trứng muối là 200 chị Mai Dung Ngô Thị. Lạp xưởng trứng muối, lạp xưởng tôm Mai Quế Lộ với lạp xưởng hầu lô là đồng là cùng một giá là 200.000, còn lạp xưởng truyền thống á, là 190. Một ký táo đỏ em chốt cho chị Trần Quỳnh Giao. Ok chị. Tôm khô là 690 một ký.
Tôm khô là cái chị dùng không có bị mặn nha, nó rất là ngọt thịt luôn. Size thì bự nhỏ lộn xộn, tại vì lò họ làm ra nguyên một lô là em lấy hết luôn, không có lựa size. Thường là người ta sẽ lựa size ra thì người ta bán size to nó sẽ mắc, còn size nhỏ nhỏ thì nó sẽ rẻ hơn. Còn này em lấy lộn xộn luôn, có lớn có nhỏ. Chị Nguyễn Bích. Em cảm ơn chị Nguyễn Bích rất là nhiều. Ăn món nào cũng bị nghiện đúng không chị? Em có khô gà nữa nha, khô gà là 370 một ký, gà bông là 450, da heo là 450 luôn. Da heo thì em ra mỗi một túi là 200 gram. Cơm cháy là một túi 300 gram là 90 ngàn. Rồi ở gì nữa ta, mực xé là 390 một ký chị nha. Mực cán là một hộp 250 gram là 150 ngàn. Đây bộ của em đang mặc bộ này là quần ôm nha các chị đẹp nhà em, form cô tông ở quên à, form nó là mịn gân với mịn hàng, là quần của nó sẽ ôm nha. Quần nó ôm và nó co giãn. Đây các chị. Nó có nhiều kiểu lắm nha các chị, em mặc là chỉ có mới có một kiểu nó được một vài bộ vậy đó, nó rất là nhiều. Bộ em đang mặc là size L, là size cho chị nào 52 kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. 50 52 kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Em đang sale cho các chị 100 ngàn một bộ. Em ngồi về cái chị có nhìn thấy rõ không? Rồi tiếp tục nha, cái chị lên bộ này đi. Bộ này lên giúp giùm em mã này là mã số 2 đi cái chị. Bộ này rất là đẹp, size XL nè, 57 kg trở lại mặc vừa. 5758 kg nè cái chị. 5758 kg trở lại mặc vừa size XL. Rất là đẹp luôn. Mã số 2, bộ này cái chị đẹp lên giúp em mã số 2 nha, rất là đẹp luôn. 5758 kg trở lại mặc vừa. 100 ngàn, mịn gân với mịn hàng là em bảo đảm cái chị không có ai bán giá này đâu. À, cái chị mua là 100 mấy ngàn không đó, rẻ nhất cũng phải là 140. Đấy chị, rẻ nhất cũng phải là 140. À, chị nào hôm bữa chưa có mua được nè. Đơn của chị Phan Thảo sao chưa gọi hả? Có khi nào gọi chị không bắt máy không chị? Đơn hàng ở bên em là mấy bạn nhà em là gọi hết á, không có bỏ sót đơn nào trơn chị, khi là gọi cái chị không bắt máy á. Đơn của chị đặt cái gì vậy chị? Đơn hàng mà cái chị gọi đi hay chưa thì em kiểm tra cho cái chị được, còn đơn hàng mà gọi không bắt máy là mấy bạn nhà em nhiều khi mấy bạn không có note lên là em không biết. Tất cả đơn đồ ăn hay là đơn gì kia, đơn quần áo gì là các bạn nhà em gọi hết rồi đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, lên em mã số 3 các chị. Màu hồng này là mã số 3 nè. Size này là size XL luôn, 58 kg trở lại mặc vừa luôn các chị, 58 kg. 58 kg trở lại mặc vừa luôn, lên em mã này mã số 3 giúp em, mã số 3. Em không có kem nám. Không có kem nám nha các chị ơi. Đồ 65 kg thì mẫu này nó có được vài mẫu á, chị thêm trần. Nhưng mà em không biết là mẫu nào ha, em bóc lên mẫu nào mà em đọc số ký chị mặc vừa thì chị chốt. Rồi chốt giúp giùm em mã này cái chị, 57 58 kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em mã số 3. Mã số 3 giúp em nha, mã số 3. Cái mẫu này thì nó có size 65 kg nhưng mà nó được dài mẫu. Còn đồ 65 kg thì em có nhưng mà nó là đồ chứ không phải thun nha, đồ solen nó là mẫu khác. Nhưng mà tối nay em sẽ ưu tiên em lên cái mịn gân với mịn hàng cho cái chị. Bộ này rất đẹp luôn nè các chị, bộ này size L nè. Size L 53 kg trở lại mặc vừa. 52 53 kg trở lại mặc vừa, chốt giúp giùm em mã số 4. Chốt giúp em mã số 4 rất là đẹp, màu xanh lá nè các chị, màu xanh lá. Chốt giúp giùm em mã số 4 nha, mã số 4. Mịn gân với mịn ở quên à, đúng rồi, mịn gân với mịn hàng giúp em rất là đẹp luôn. Mã số 4 màu xanh lá, size 53 54 kg trở lại mặc vừa. Rồi bộ này màu xanh đen. Màu xanh đen mịn gân nè, mịn gân là nó co giãn 4 chiều luôn. Mã số 4 em chốt cho chị thêm trần. Rồi bộ này size XL. Bộ này size XL, cái chị lên em mã xanh đen ha, mã xanh đen. Bộ này 56 kg trở lại mặc vừa, 55 56 kg trở lại mặc vừa. Chốt em mã này mã xanh đen cái chị, 55 56 kg trở lại mặc vừa. Mịn gân là cái chị mặc nó co giãn 4 chiều luôn nha. Rất là đẹp. Rồi chốt em mã này là mã xanh đen các chị, xanh đen. 55 56 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã xanh đen. Chốt em mã xanh đen ha, mã xanh đen.
Bộ màu này đẹp nè các chị. Bộ này size 2XL. Size 2XL 62kg trở lại mặt vừa. 62kg trở lại mặt vừa. Bộ này các chị mặc, các chị đi tập thể dục được luôn nè. 62kg trở lại mặt vừa các chị. 62kg. Co giãn 4 chiều luôn ha. 62kg trở lại mặt vừa. Chốt giúp dùm em mã này. Mã số 5. Chốt em mã số 5 nha. 62kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 5. Màu xanh này phối với quần đen, các chị mặc, các chị đi tập thể dục được luôn. Mẫu này mặc rất là đẹp. Chốt em mã số 5. Rồi, bộ này là mã số 6, màu đỏ. Size 3XL, đây size 65kg nè, nãy chị đẹp nè, hỏi em size 65kg nè. 65kg trở lại mặt vừa. Lên em mã số 6, size 3XL các chị, 65kg. 65kg trở lại mặt vừa nè chị, bộ này. Vải co giãn thoải mái cho các chị đẹp nhà em luôn ha, lên em mã số 6. Mã số 6 giúp em với chị, mã số 6. Rồi mã số 6 em chốt cho chị thêm trần. 65kg nha chị, bộ này 65kg trở lại mặt vừa. Bộ này mã số 6 đúng không nha? Số 6 em chốt cho chị thêm trần nha. Mấy bộ này các chị mặc càng ôm nó càng đẹp. Các chị mặc ôm lên nhìn đẹp lắm. Giải giải mịn gân các chị. Nó co giãn các chị dễ chịu lắm. Nó rất là nhẹ. Mã số 6 em hết chị Thanh Thúy ơi. Rồi mã số 7, mã số 7 cũng 65kg trở lại mặt vừa nè các chị. Mã số 7 65kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 7 nha, mã số 7. 65kg 100.000 bộ rồi các chị. Chị Nhàn Nguyễn ơi, chị nhắn tin đi chị rồi mấy bạn nhà em coi đơn nha. Chứ giờ đó là không có biết đơn hàng như thế nào để em trả lời cho chị nữa. Rồi chị Thêm Trần. Đơn hàng mà nhờ bưu tá phát nó sẽ rất là lâu các chị. Rất là lâu. Bưu tá đặc biệt là ở bên bưu điện á, Việt Theo phát còn mau chứ bên bưu điện phát lâu lắm. Có lạp xưởng hồ lô nha chị Đỗ Hạo ơi, em có lạp xưởng hồ lô. Rồi số 7 em chốt cho chị Thêm Trần luôn, chị Thanh Thúy lại sau nữa rồi. Em chào chị Hiền Hiền. Rồi cái bộ này cái chị mặc lên là bao đẹp luôn nè. Thường mà màu da mà đi với cái tay ren ha, tay gì lên là nó rất là trắng. Rồi 62kg trở lại. 60-62kg trở lại. Tiền ship quần áo là 20.000 trên một đơn nha. Tiền ship quần áo là 20.000 trên đơn. Còn quần áo mà có thực phẩm, có đồ ăn đó các chị là 30.000 giúp em. Rồi chốt giúp giùm em mã này. 60-62kg trở lại mặt vừa, tùy chiều cao nè các chị. Chị nào thấp thấp người thì tầm khoảng 50-60, dưới 60kg. Còn chị nào cao 1m56-57 trở lên là 62kg trở lại mặt vừa. Lên em mã số 8, rất đẹp luôn. Màu da mà lên với quần đen. Bộ này các chị mặc lên là trắng tươi luôn. Mấy bộ này các chị mặc, các chị đi tập thể dục, đi làm gì cũng được trơn á. Nó coi giãn thoải mái nha chị. Để em coi coi còn bộ nào size 3XL không. Chị Thanh Thúy chốt sao nãy giờ. Đây em còn bộ này size 3XL nè chị. Son em hết hàng rồi chị. Ở bên em cái chị mua bao nhiêu cũng không có miễn ship hết nha các chị. Tại mấy cái hàng này em bán giá rất là rẻ rồi các chị, không có miễn ship được nữa. Không ai mà bán bộ mịn gân mịn hàng mà hàng thiết kế ăn đông mà giá 100.000 bộ hết á. Hàng sale nó còn chưa có giá này nữa. Ui cái này nguyên bộ luôn chị ơi, đẹp quá. Size 3XL nè chị. 65kg trở lại mặt vừa. Cao 1m57 trở lên. Chị nào thấp người 63kg trở lại. Có size nhỏ nha chị ơi. Rồi chốt giúp dùm em mã này là mã số 8. Mã số 9 chứ, mã số 9 chứ chị. Bộ này mã số 9, size 3XL luôn nè chị. Chị nào cao 1m57 trở lên thì 65kg trở lại. Chị nào hơi thấp người 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 62-63kg trở lại. Lên giúp em mã số 9. Mã số 9 em chốt cho chị Thêm Trần luôn. Rất là đẹp. Ba ký là xưởng hầu lô, em chốt cho chị Đỗ Hẹo. Đây em có size XL nè chị. Chị Quyên Quyên ơi, bên em gọi điện được mới đi đơn. Còn đơn hàng của chị gọi không được là mấy bạn nhà em xả đơn rồi đó. Như đơn của chị bị xả đơn rồi.
gọi không bắt máy, gọi không được là em xả đơn đó chị. Số 8 em chốt cho chị Duyên Phạm. Số 8 em chốt cho chị Duyên Phạm. Chị bấm đơn chị Đỗ Hạo chưa vậy? Rồi, cái này cái chị lên giúp em mã số 10, màu hồng ruốc nè các chị. Size này size XL, size 57 58 kg trở lại mặt dừa. 57 58 kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 10 các chị. 57 58 kg trở lại mặt dừa nha, mã số 10 giúp em rất là đẹp luôn. Mã số 10 các chị, mã số 10. Bộ này đẹp chứ nha. Size L nè các chị. 50 kg, 52 kg trở lại mặt dừa thôi. Chị nào cao 1m57 trở lên ha, gọn gọn người thì 52 kg, còn không 50 kg trở lại. Rất là đẹp luôn. Bộ này các chị mặc, các chị đi làm công sở vẫn được luôn nè. Mã số 11 giúp em, mã số 11 rất là đẹp luôn nha. Mã số 11 các chị. Chốt em mã số 11. Mã số 11, 100.000 một bộ, rất là đẹp luôn. Mã số 11. Rồi màu xanh đen. Đẹp chưa các chị yêu ơi? Size 2XL. 60 kg trở lại mặt dừa. Lên em mã số 12, màu xanh đen. Mịn gân ha. Co giãn rất là đẹp luôn. 60 kg trở lại mặt dừa các chị. Lên giúp giùm em mã số 12. Mã số 12, 60 kg trở lại mặt dừa. Cổ rất là đẹp luôn nè. Mã số 12 giúp em, mã số 12. 60 kg cao 1m57 trở lên, chị nào dưới 1m55, 1m55 dưới 1m55 thì 58 kg trở lại mặt dừa. Mã số 12 các chị, mã số 12. Rồi màu đỏ đô. Mã số 13 giúp em. Mã số 13, size 60 kg trở lại luôn, mã số 13. 60 kg luôn các chị, mã số 13. Mã số 13 giúp em nha, mã số 13. Dạ ok chị Đỗ Hạo, em chốt cho chị Đỗ Hạo. Rồi mã số 13 cho chị Hiếu Nguyễn. Các chị nghe em đọc kỹ cái số ký nha. Chị nào chưa biết số ký thì các chị lên giúp giùm em số ký để em canh xài. Dập ly em còn được có mấy bộ rồi chị ơi. Dập ly em còn có mấy bộ rồi chị Nắng Mai. Ờ, bộ màu đen này đẹp quá nè mấy chị. Size 60 kg trở lại mặt dừa luôn các chị đẹp nhà em. Lên giúp em mã đen đi các chị, 60 kg trở lại mặt dừa. Mịn gân co giãn 4 chiều giúp em ha, 60 kg trở lại mặt vừa, chốt giúp giùm em mã này các chị. 60 kg trở lại mặt vừa, chốt em mã này mã đen nha, mã đen. 60 62 kg đó chị nào. Gọn gọn người tí xíu 62 kg mặc được. Form này các chị mặc form ôm ok ha. Mã đen giúp em, mã đen em chốt cho chị Tuyết Huệ. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em. Cái này nó cũng màu đen luôn nhưng mà size nó nhỏ hơn, size XL. 55 kg, 55 57 kg á chị, 55 56 kg trở lại, mã 14 giúp em. Mã 14, bộ màu đen này. Bộ này 50, chị nào cao 1m57 thì tầm khoảng 57 kg nhưng mà thôi 55 kg trở lại đi, 55 56 kg trở lại là cái chị mặc ok đó. Lên em mã 14 á chị, mã 14. 55 56 kg trở lại mặt vừa, mã 14. Coi dạng thoải mái. Mã 14, màu đen luôn. Mấy bộ này các chị mặc ôm lên là nó sẽ tuyệt vời luôn nha các chị, rất là đẹp. Mã 14 giúp em. Rồi bộ màu đỏ. Đỏ mận này là mã số 15 giúp em. Đỏ mận này là mã số 15, size XL luôn. 55 56 kg trở lại mặt vừa. 55 56 kg trở lại mặt vừa thôi các chị. Lên giúp giùm em mã này là mã số 15. Chốt em mã số 15 ha, 55 56 kg trở lại mặt vừa, mã số 15. Mã số 15 giúp em. Rồi lên em mã số 16. Size 3XL.
65kg trở lại mặt dừa, mã số 16. Cái áo màu vàng dưa cải rất là đẹp, phối với quần đen. Dập ly em còn được mấy bộ? Chị Yên Bình ơi, dập ly em còn được có mấy bộ à? Rồi chốt em mã số 16. 16 em chốt cho chị Thanh Thúy. Ok chị Thanh Thúy. Cổ tim rất là đẹp luôn. Mã số 16 cho chị Thanh Thúy. Ủa chị Phạm Lan hôm qua đâu có chốt đơn đâu, đâu có chốt đơn lại đâu, đúng không? Chị Phạm Lan là ngày 7, ngày 8 em thấy gọi không có bắt máy nè chị. Rồi xong rồi chị đặt lại cái gì vậy? Là em có bấm view ra là mấy bạn nhà em gọi lại hết rồi đó, chị có đặt hàng lại không? Chị có đặt hàng lại không? Còn đơn á là mấy bạn nhà em đã đưa lên hệ thống, có nghĩa là cái đơn đó đã xả rồi đó. Em thấy chị đặt ngày 8 tháng 1 nè, gọi không có bắt máy là đơn xả rồi chị. Chị đặt cái gì gọi lại giùm em. Ủa quên đặt lại giùm em ha. Em bấm bill, có bill mấy bạn nhà em mới gọi điện. Đơn của chị gọi 2 ngày luôn, không có ngày nào bắt máy hết á. Nên là mấy bạn nhà em đã xả rồi. Chị đặt lại giùm em đi chị, đặt lại giùm em đi. Rồi size 2XL nè các chị. Size này 60kg trở lại mặt vừa giúp em. 60kg trở lại mặt vừa, chốt em mã số 17 các chị. Mã 18 hả? Mã số 18 giúp em với chị đẹp nhà em ơi, mã số 18. Chị đặt gì đặt lại giúp em đi chị, mai mấy bạn nhà em gọi chốt. Ngày mai các bạn nhà em sẽ chốt đơn buổi sáng nha, tầm khoảng 18 giờ đến 11 giờ, 11 rưỡi là bên em sẽ chốt đơn xong nha các chị. Buổi chiều shop em ốp nha, buổi chiều shop em ốp. Nên là các chị có gì cứ liên hệ buổi sáng, với lại buổi sáng các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em. Rồi chốt em mã số 18 đi các chị, màu rất đẹp luôn nè, phối với quần đen. Này các chị mang với giày thể thao, các chị đi tập thể dục hay là các chị mặc ở nhà gì, cái vải của nó mặc rất là đã. Cái bộ này, cái màu này các chị mặc lên trắng rất da lắm nè các chị. 100.000 một bộ chị, đang sale 100.000, mịn gân với mịn hàng giùm em ha, hàng thiết kế. Lên đây mã cam nha các chị yêu ơi, mã cam 65kg trở lại mặt vừa. Mã cam 65kg a, bộ này là bộ quần lửng các chị, bộ quần lửng. Quần lửng nha, quần chín tấc, quần qua đầu gối á. Rồi chốt em mã này mã cam giúp em luôn, mã cam các chị. 65kg trở lại mặt vừa, chốt em mã cam. Mã cam giúp em ha, 52kg mà size L giúp em nha chị, em lên bộ nào size L thì chị chốt. Em có đầm mỗi một bộ đồ em dơ lên em đều có đọc cái số ký hết á. Các chị cứ nghe và các chị chốt giúp em. Cam cho chị Thêm Trần. Cam em chốt cho chị Thêm Trần. Đây chị coi. Rồi cái nó bị lỗi rồi chị Thêm Trần ơi. Tự nhiên nó lấy cái giấy bút lông cái nó đánh chữ lên trên này à. Nó đánh dấu ít lên nè. Nên là bộ này nó bị lỗi rồi nha. Viết đó mình thấy hình như là phải lấy cồn á. Lấy cồn ấy nó mới ra. Để em coi em làm ra không. Nếu như mà em xử lý ra cái dấu chữ đó thì em gửi cho chị. Còn không á thì cái bộ đó em quỷ ha. Tại viết bút lông của mình. Được bộ lửng đẹp dễ thương vậy mà nó cũng bị lỗi. Rồi bộ này cái chị ơi yêu ơi, bộ này 53-52kg nè chị, 50-52kg trở lại mặt vừa nè, rất là đẹp luôn nha cái chị. 50-52kg trở lại đây cái chị đẹp nhà em. Mã số 19 giúp em nha, mã số 19. Bộ này mã số 19, bộ này cái chị mặc lên sẽ rất là đẹp nè. Mã số 19 giúp em nha, 52kg nè chị, 52kg trở lại mặt vừa đó. Cao trên 1m55, chị nào dưới 1m55 thì 50kg trở lại.
lên giúp em mã số 19, màu xanh lá rất là đẹp luôn. Rồi màu dưa cải nè, 65kg trở lại mặt dừa, size số 4 luôn. 65kg trở lại mặt dừa. Ok, chị Phạm Lan, mã 19 em chốt cho chị Tuyền Ngọc. Không, bộ này là mã số 20 chị, màu dưa cải. Màu dưa cải, chị Thêm Trần, mã số 20 giúp em. Chị Xuyến Kim ơi, tất cả đơn hàng mà đặt ở trên live là tụi em đã gọi điện hết rồi, không có đơn nào không gọi hết đấy chị nha, không có đơn nào không gọi hết. Mã số 20 em chốt cho chị Thêm Trần. Không có đơn nào không gọi hết đó chị, trừ khi là gọi các chị không nghe máy thôi ha, chứ không có là không gọi. Rồi em có một bộ xanh bơ là mã số 21 các chị, mã số 21. Dạ em không nhớ chị Thanh Thúy ơi, nếu mà bên em các bạn nhà em gọi mà chị nói dồn đơn á thì còn. Còn không có thì mấy bạn nhà em sẽ quỷ đơn ha. Tại vì em ở trên đây em live stream không mà các chị, còn đơn hàng của các chị mà gọi là các chị phải chốt rõ ràng với các bạn chốt đơn giùm em. Chứ các chị lên hỏi em là em không biết để em trả lời. Chị Kim Long, mã số 21 là bộ chị đang cầm hả em? 21 này là size 2, size số 2 nha chị Kim Long ơi. Bộ này tầm khoảng 50-52kg trở lại nha chị. Mịn gân với mịn hàng nha chị Yến Trinh nha. Chị Kim Long ơi, bộ này là mã số, này là mã size số 2 nha chị, 52kg trở lại thôi, size nhỏ đó. Rồi 21 em chốt cho chị Kim Long nè. Ok chị. Rồi size XL cái chị đẹp nhà em, 55kg trở lại mặt vừa. 55kg trở lại mặt vừa, chốt giúp em mã số 22, 55kg trở lại. 55kg trở lại giúp em ha, 100.000 luôn, rẻ hơn cái chị đi mua sỉ. Sỉ sale cũng không có giá này luôn á mấy chị. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cái chị yêu ơi. Cái này là em xả đó, em xả nguyên một lô đó cái chị đẹp. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã số 22 các chị, 55-56kg trở lại mặt vừa. Rất là đẹp luôn mã số 22. Em cảm ơn chị La Lệ Mẫn rất là nhiều. Rồi mã số 22 các chị đẹp. Đây cái bộ này rất là đẹp luôn nè. Ok chị Vân Lê Lê, 55kg trở lại nha chị Vân Lê Lê. Bộ này là màu cam gạch nè các chị, vải đẹp lắm. Hàng này là hàng của Jimmy đó các chị, hàng của Jimmy á, vải rất là đẹp nha. Cái hàng này vải đẹp lắm nè, co giãn 4 chiều. Rất là ok luôn. Bộ này size XL cũng 55kg trở lại giúp em luôn. Em chào chị Tươi Đỗ Thị. 55kg trở lại luôn các chị. Không, ở bên em là gọi hết chị, một bộ mấy bạn nhà em cũng gọi nữa, không có chừa lại. Một bộ nhà em vẫn gọi chốt đơn nha. Ví dụ như gọi mà có một bộ thì các chị nói với mấy bạn là chừa đơn lại, chị lựa thêm thì mấy bạn bên em sẽ chừa, còn mấy chị không bắt máy là bên em sẽ không có chốt nha. Rồi không bắt máy là mấy bạn nhà em xả đơn đó. Mã số 23 các chị, 23 cho chị Vân Lê Lê luôn. Chị Vân Lê Lê ơi, chị khách mới hả, lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Em canh cho chính xác nha, tại hàng này em sale rẻ lắm rồi. Đây là cái chị chịu khó lên cân nặng chiều cao giúp em để em canh size cho nó chuẩn. Màu hồng này đẹp quá. Màu hồng mã số 24 em có 2 bộ nè các chị. Mã số 24 em được 2 bộ. Cái kiểu này rất đẹp nha các chị. 23 em hết rồi chị Phụng Yến. Lên giúp giùm em là 24 đi chị. 24 là màu hồng nè. Bộ màu hồng này 55-56kg trở lại luôn. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 55-56kg trở lại. Ok chị. Mã số 24 giúp em ha. 55-56kg trở lại mặc vừa. Chốt em mã này là mã số 24 cái chị, 24 màu hồng giống như màu hồng em đang mặc, rất là đẹp. 24 cái chị đẹp nhà em, 24.
25 em có được 3 size. 25 em có size L. 52 kg trở lại. Size XL. 55 kg trở lại. Và size 2XL. 60 kg trở lại. 60 kg cao 1m57, chị nào hơi thấp người tí xíu thì tầm khoảng 58 kg trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Lên em mã số này là mã số 25 các chị, mã số 25 rất đẹp luôn. Mã số 25. Màu này các chị mặc sáng và trắng da lắm nè. size XL cho chị Vân Nguyễn. Bộ em đang mặc là tầm khoảng 50-52 kg trở lại thôi. Chắc 50 kg trở lại là cái chị mặc đẹp á. Trời giải mặc vô đã quá mấy chị. Giải mặc lên coi giãn ha, mát mình mát mịn luôn. Đúng là cái này đúng là mịn gân với mịn hàng là đúng luôn. Bộ em đang mặc 50-52 kg trở lại nè, rất đẹp luôn. Mã số 25 giúp em, 25 em còn được size L và size 2XL. 2XL là 60 kg nha, em đang mặc là 50-52 kg tùy chiều cao cái chị đẹp nha em mặc vừa. Trăm ngàn. 25XL em hết chị Vân Lê Lê. Em còn L với 2XL. Chị Kim Ngọc Quỳnh nữa. Nó đánh cái dấu ít ở phía sau á chị. Đánh dấu ít ở phía sau á. Bộ đó hả? Bộ đó em bán cho chị 85.000, về chị xử lý giúp em được không? Cái lấy cái cồn của mình á, xịt vô chắc là nó ra đó. Tại vì đó là cái viết bút lông là viết mình viết bản á. Lấy cồn xịt vô. Mã số 26 giúp em nè các chị. Mã số 26 cái màu đẹp quá. Cái đó lấy cái cồn xịt vô là nó ra hả chị, viết bút lông mà. 57 kg trở lại mặt vừa các chị. 57 kg trở lại mặt vừa chốt giúp giùm em. Mã này là mã số 26. Chốt em mã số 26 giúp em nha, mã số 26. 57 kg trở lại mặt vừa. 57 kg trở lại mặt vừa lên em mã số 26. 26 57 kg trở lại mặt vừa. Dạ ok chị Hạnh Thương. Khô gà lá chanh em tạm hết tầm khoảng 2 ngày nữa, ngày mốt em trả đơn nha chị Hạnh Thương ơi, thứ tư em mới có hàng tại hàng đó em đang sấy á. Ngày mai các bạn nhà em gọi chốt đơn cho chị, ngày mốt em gửi hàng nha, mốt hàng về em gửi. Rồi mã số 26 cho chị My Thảo. Hai mươi sáu em hết rồi. Rồi mã số 27. Mã số 27, 55 kg trở lại mặt dừa màu xanh đen. 55 kg trở lại mặt dừa mã số 27. 55 kg trở lại mặt vừa cái chị đẹp nhà em, lên giúp giùm em mã số 27. Mã số 27 giúp em. Là 28 màu này cũng đẹp nữa nè các chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Hai mươi bảy là màu xanh đen, màu 28 nha các chị. Cái bộ 28 này các chị mặc lên trắng lắm nè.
55 56 kg trở lại mặt vừa các chị. 55 56 kg trở lại mặt vừa, lên em mã số 28, rất là đẹp luôn. 28 nha, lên giúp em mã số 28. Alo. Mã số 27 chị ơi. Ok. Rồi rồi. 27 chốt cho toàn gà đá. 28 giúp em mấy chị, 28. Chị Trang Kiều là đơn hàng bơm, chị đẹp nha, từ chối nhận hàng, em gọi để xác nhận đơn cho chị mà không có bắt máy. Rồi chốt giúp giùm em mã số này nha các chị. Hả? 28, bộ 28 rất là đẹp luôn nè. Mã số 27 em hết, chị Minh Minh ơi. Qua giúp em mã số 28 đi các chị, bộ này rất đẹp luôn nè. Mã số 28. Bộ này là size 2XL, size 2XL 60 kg các chị, 60 kg trở lại mặt vừa. Nãy em đọc bộ này nhiêu ký nha mấy chị. Bộ này 60 kg trở lại mặt vừa nha các chị đẹp nhà em ơi. Bộ này rất đẹp luôn nè các chị, chốt đi, bộ này mặt trắng da lắm á. Màu cam cam mà là dạng như cam cà rốt vậy đó, rất là đẹp. Chị Loan Lê bị dính vào máy thì mình giặt nó ra thôi chị nha, giặt ra thôi. 28 em chốt cho chị My Thảo. Cái dầu máy đó là dầu dừa thôi chứ không phải gì, không phải là gì hết á chị. Dầu máy là dầu dừa thôi, tại màu thì mình dễ, mình nhìn mình dễ thấy thôi ha. Giặt ra giùm em chị. 25, ok, 25 size 2XL em chốt cho chị Lý Kim Anh. Chị My Thảo ơi, chị My Thảo chốt kỹ giùm em đi chị My Thảo. Chị My Thảo hay chốt đơn hàng rồi cứ xả, hay chốt đơn hàng rồi cứ xả ra, 26 xả ra đi em. Nghe em kỹ, đọc đọc kỹ số ký đi rồi chốt chị. 26 em chốt qua cho chị Phụng Yến nè. Chị Phụng Yến ơi, chị là khách mới hả? Khách mới hay là khách cũ chị? Nghe kỹ em đọc số ký đi rồi chốt chị. Chứ lại là mình coi kỹ mẫu đi. Chị chụp hình qua cho em coi đi chị Long Lê. Chị chụp hình cho em đi rồi em xử lý đơn cho. Coi nó dính dầu hay là nó dính cái gì chị. Nhiều em. Mã số 29 cái chị. Mã số 29. 63 kg trở lại mặt vừa. Bộ em mặc còn á chị Thanh Phạm Kim Duyên. Ok chị Phụng Yến, mã số 26 em chốt cho chị Phụng Yến nha. Rồi lên em 62 63 kg trở lại mặt vừa nè các chị, 62 63 kg. Em nói mã nhiêu chị quên rồi. Mã 29 các chị, rất là đẹp luôn. 29 nha. Lên giúp giùm em mã số 29. Rất là đẹp. 29 các chị. Ủa vậy hả chị Kim Long? Em cảm ơn chị đẹp rất là nhiều. 29 em chốt cho chị Kim Long. Đây bộ này rất đẹp luôn nè các chị. Bộ này dễ thương lắm. 65 kg chị. Nhưng mà chị 65 kg chị cao bao nhiêu chị Kim Ngọc Quỳnh ơi? Chị Phạm Kim Duyên lấy bộ nào ta? Lấy bộ nào vậy? À ok, bộ em đang mặc chốt cho chị Phạm Kim Duyên. Ok chị. Ok, em cảm ơn chị Nắng Mai. Chị Kim Loan ơi, chị Kim Loan xử lý giống như chị Nắng Mai chỉ thử hay chị coi ra không?
Tại vì mấy cái vết đó là cái chị có cách để mình xử lý, nó sẽ ra đó các chị. Giống như cái vết mực vậy đó, thì mình bôi là mình bôi bằng cồn, mình xịt vô nó sẽ ra ha. Bộ em mặc hết rồi chị My Thảo. Rồi bộ này size 2XL nè các chị, size 60kg giúp em luôn ha. Size 60kg mặc vừa, bộ này mặc rất là đẹp nè. 60kg trở lại mặc vừa. Mã này mã số hay mấy em? Mã số 30 giúp em mấy chị, mã số 30, 60kg trở lại mặc vừa, chốt em mã số 30. Bộ này là quần ôm nha các chị, tất cả là quần ôm hết nha. Chị nào mà mặc được cái form quần ôm thì các chị đẹp nhà em hãy chốt, để thôi mình mặc không quen mình sẽ hơi bị khó chịu đó. Đây bộ này phối rất là đẹp luôn nè. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi bộ này 60kg trở lại mặc vừa luôn. 60kg trở lại mặc vừa luôn, lên em mã số 22 các chị, mã số 22. 31. Hả? 31. Ủa mã số 31. Ủa hay tự nhiên em đọc mã số 22 vậy trời. Mã số 31 giúp em. Đúng rồi, hàng nghiêm mua cao lắm. Chị nói đúng đó, bộ này người ta bán lẻ là 230, 250 một bộ á chị. Nó còn giá ở trong cái mạc luôn nè. Mã số 30 31. Mã số 31 dạ em còn là xưởng truyền thống. Còn là xưởng truyền thống đúng không ạ? Rồi em chạy xuống dưới em coi thử coi. Còn thôi chị chốt cho chị Thủy bỏ luôn. Ờ, ừ, ký. 31 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Đúng không? Ok chị Thủy bỏ nha, ký là xưởng truyền thống. Bộ này các chị mua hàng nghiêm rất là mắc các chị nha. Em bán cho các chị 100 ngàn là em bán lỗ luôn đó, lỗ tiền ship luôn đó, không có lời luôn đó. Đó là các chị đẹp nhà em tranh thủ mua đi, chị nào mặc được mấy cái hàng thiết kế này các chị mua đi để dành mình mặc. Đồ đẹp. Lò của Nghĩa Ngân với lò của Jimmy là hai lò này là may là ok rồi đó mấy chị. Giải đẹp nha. Rồi form này các chị đẹp nhà em 50kg, dưới 50kg các chị đẹp nhà em mặc vừa. Chị nào 50kg thì cao 1m57 trở lên. Chị nào dưới, chị nào mà dưới 1m55 thì tầm khoảng dưới 50kg hoặc 50kg trở lại ha. Dưới 50kg. Chị Thủy Võ ơi thông cảm giúp em, ngày mai cho mấy bạn gọi điện chốt đơn một cái chị. Chốt đơn một cái rồi đi đơn nha. Cho nó dễ. Bộ này rất đẹp luôn nè các chị. Bộ này mặc đẹp lắm. Chị nào 50kg trở xuống lấy đi. Size nhỏ, chị nào mà mặc size nhỏ nè. Lên em mã số 32. Chốt em mã số 32 ha, cho mấy bạn nhà em dễ kiểm soát đơn á chị. Nhiều khi đơn hàng của các chị không gọi, cái không biết là đi hay chưa, nhiều khi các chị hỏi em không biết em trả lời á. Rồi size bộ này bộ đỏ đẹp quá các chị ơi, đẹp quá. Bộ này size số 3 nè. Bộ này size số 3 để em coi thử coi nhiêu ký các chị đẹp nha mặc chưa. Bộ này 65kg mặc được nè các chị. 65kg mặc được. Bộ màu đỏ này nè. 65kg cao 1m57 trở lên. Chị nào hơi thấp người một tí xíu thì 63kg trở lại. 65. Nhưng mà bộ này em nghĩ 65kg các chị mặc ok nè. Đẹp nha các chị màu đỏ nè. Tay Von B. Đỏ lên em mã đỏ. Đỏ em chốt cho chị Hồ Hà. Đỏ em chốt cho chị Hồ Hà. Bộ màu hồng guốc này đẹp quá mấy chị. Size 3XL. 65kg trở lại luôn. 65kg cao 1m57 trở lên giúp em nha. Chị nào dưới 1m57 thì 62, 63kg trở lại thôi. Lên giúp em màu hồng ruốc cái chị. Hồng ruốc. Bộ này cái chị mặc ôm vô sẽ rất là đẹp luôn nè. Hồng guốc giúp em. Chốt em màu hồng ruốc cái chị. Size 3XL đó. Hồng ruốc em chốt cho chị Thêm Trần. Cướp, gãy quá.
Hồng rút em hết rồi. Có size nhỏ là em đọc có chị Phạm Kim Duyên. Chị Phạm Kim Duyên nãy bộ size nhỏ. Chị bao nhiêu ký chị Phạm Kim Duyên ơi? Bộ này size nhỏ nữa nè. Bộ màu hồng này rất là đẹp luôn nè. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa. Các chị ơi, đơn hàng các chị đặt hàng á, các bạn bên em đã gọi điện cho các chị rồi. Là đơn nó sẽ đi, ví dụ như đơn có lạp xưởng là em đã trả sau 2 ngày là đơn đã đi rồi ha. Tại vì khi mà like á, là em cũng có nói với cái chị là đơn lạp xưởng á, là tầm khoảng 1 hoặc 2 ngày nữa em có hàng là em trả đơn. Rồi đơn táo thì em chưa có hàng để em trả. Đơn táo là hôm bữa em hẹn cái chị là 5 ngày. Nên là các chị coi giúp giùm em coi ha. Chứ không phải là đơn gọi liền là đi liền. Em nói rất là rõ ở trên live. Chị nào mà có đơn lạp xưởng và đơn táo thì chú ý giùm em. Còn các cái đơn khác là em đã đi rồi. Còn các chị thắc mắc đơn hàng thì các chị vui lòng nhắn tin vào trang Hàng Đẹp Giá Rẻ giùm em. Nhắn tin vào trang Hàng Đẹp Giá Rẻ và kèm theo cái số điện thoại em ơi kiểm tra đơn giùm chị thì bên em sẽ kiểm tra để bên em trả lời. Chứ các chị hỏi em không biết được em trả lời mấy chị. Nhiều khi mấy chị hỏi là mấy chị, em biết là mấy chị trong hàng, nhưng mà thật sự các chị hỏi ở trên đây là em không biết đường em trả lời nha. Không biết đường để trả lời, đâu có nhớ đơn hàng nổi mấy chị. Rồi nhiều khi đơn hàng á, là về có khi là đơn lập xưởng phải chờ, đơn táo em phải chờ. Nhiều khi gọi chốt đơn cho cái chị là em cũng có nói hết luôn á, em nói rất là rõ, nhiều khi cái chị không có để ý á. Nên nếu chị có thắc mắc đơn hàng thì nhắn tin giùm em đi, em trả lời cho nó rõ ràng nha. Còn ở trên live không nhớ để trả lời. Bình Dương ship được nha chị. 1m5246kg là lấy cái bộ này nè chị. Cho chị bộ đó đây. Không không, cái bộ nhỏ nhỏ đây. Ừ, bộ số 2 á. Cái bộ có cái dây á, bộ mà chị Khang Đẹp đó, size L đó. Bộ em mới ship á. Ừ. Chị Phạm Kim Duyên. À, cái bộ này nó trùng với cái màu em đang mặc, quên. Nè, chị mặc mấy cái mẫu này nè là ok. Cho chị bộ màu xanh lá đi. Ở dưới này bé. Size mấy vậy? Nè, bộ này chị mặc vừa nè, 1m52 46kg nè chị. Bộ này là chị mặc vừa đẹp luôn nè. Bộ này mặc rất đẹp, em cũng rất là thích cái mẫu này. Mặc lên sang lắm. Đây. Chứ nhiều khi á, em chốt đơn cho cái chị là em bán hàng thiệt, chứ không phải là em bán hàng mà em câu like hay em làm gì hết á mấy chị. Nên là hàng em chốt là chắc chắn em sẽ gửi cho mấy chị nha. 100.000 một bộ. Bộ hồng em chốt cho chị Vân Nguyễn nè. Bộ hồng này em chốt cho chị Vân Nguyễn. Hàng em nói thật là hàng mà em gửi cho cái chị đi càng nhanh em càng mừng. Đơn đồ ăn á, em ship được cái nào là em ship cho cái chị rẹt rẹt hết luôn. Hàng về là em trả đơn liền. Chị yên tâm ha. Màu xanh lá em chốt cho chị Phạm Kim Duyên. Dạ không nha chị My Thảo nha. Bộ em đang mặc hết rồi các chị. Bộ em đang mặc hết rồi. Rồi bộ này size XL nè các chị đẹp nhà em. 55-56kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. 55-56kg trở lại mặc vừa. Bộ xanh lá đó size mấy X vậy bé thị? Nó còn bộ giống vậy đó. Không không. Dưới kìa. Nghe tai em. Xem mấy vậy? Xem 1 ít đưa lên cho chị. Đây cái chị đẹp nhà em ơi. Bộ này 55-56kg trở lại mặt vừa nè cái chị. Chị Vân Nguyễn có size XL nè, chị Vân Nguyễn lấy đi. Bộ này em chốt cho chị Vân Nguyễn nha. Bộ này 53kg chị mặc vừa nè. Cái này là mịn gân với mịn hàng nha chị Miên Lê ơi. Chị Vân Nguyễn ơi em lấy cho chị bộ này nha. Ok, size XL nè, cái form này nó nhỏ. Cái form này size XL chứ 54-55kg trở lại à. Ok, chị Văn Nguyễn.
cái mẫu này bữa giờ chưa lại. Giúp bạn. Dạ size 75 kg không có chị, mẫu này em không có size 75 kg. Alo, dạ Diệu nghe. Ủa sao rồi em cứ kêu nó gửi lại chị không? Gửi gì chị? Đơn hàng của chị là đơn gì? Đơn hàng của chị là đơn gì? Đơn của chị là em đã nhờ phát lại rồi, thì chị chờ giúp em, bưu tá nó sẽ sắp xếp nó phát lại cho chị nha. Em cũng xử lý trên hệ thống thôi, cái đó là em không có làm việc trực tiếp với bưu tá. Thì em nó đưa lên hệ thống, nó nhờ em xử lý thì em xử lý, là em nhờ phát lại thì chị chờ giúp em là ngày mai. Sáng là có cái số nào là gọi chị, là cái thằng nhóc nó giao cho chị mấy lần rồi. Nhiều khi bưu tá nó thay đổi hoài á chị, nhiều khi về á mỗi một bưu cục nó có 2-3 bưu tá, cái tuyến đi cái tuyến đó đó, nhiều khi nó là bạn khác giao hay gì đó. Cái số nó quen, thấy cái số nó quen về chị mới gọi lại thì máy nó bận. Dạ dạ rồi, chị chờ giúp em đi, mai hoặc mốt gì nó giao lại cho mình ha. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Chị Trình Bóp ơi, 1m55 mà 48 kg là chị mặc cái bộ này nè. Cái bộ này là chị mặc vừa nè. Đâu rồi, hồi nãy còn có một bộ cái dây thừng xuống đó bé. Đây chị Trình Bóp mặc bộ này là vừa đẹp nè chị. 65 kg có nha chị Ngọc Bích ơi. Nó được vài mẫu đó chị chờ giúp giùm em đi. Giờ nó nằm lộn xộn hết rồi. Đây cái chị đẹp. Nè chị Trình Bóp mặc bộ này là đẹp nè chị, vừa nè. 1m55 48 kg. Mã số này là mã số 32. Chị lấy thì lên giúp em mã số 32 giúp em ha. 32. Bữa em có đồ dài ống rộng chị Nguyệt Thu, nhưng mà bữa nay là em ưu tiên em lên cái hàng mịn gân với mịn hàng này trước nha. Mịn gân với mịn hàng này. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã xanh lá đi. Xanh lá bộ em đang mặc là 52, 50 52 kg trở lại mặc vừa nè. Rồi em có size, em đang mặc là size L ha, 50-52 kg trở lại mặc vừa. Rồi em có size 2XL các chị. Chị Phạm Kim Duyên mặc bộ kia đẹp hơn bộ này nha. Nếu mà chị thích đổi bộ này thì em đổi cho. 32-53 kg hả chị Yên Bình, 53 kg mặc không vừa chị Yên Bình, 53 kg mặc hơi ôm. 53 kg chị mặc bộ em đang mặc nè, đẹp nha. 53 kg chị mặc bộ em đang mặc đẹp. Chị Phạm Kim Duyên muốn đổi không? Đổi thì em đổi cho, nhưng mà chị mặc cái bộ đó sẽ không có, ủa quên, mặc bộ đó đẹp hơn bộ này nha. Bộ này mặc rộng đó. Mã số 32 cho chị Trình Bóp. Ok chị Trình Bóp. Bộ em đang mặc xanh 2XL. Xanh 2XL để em coi bao nhiêu ký mặc nha các chị. Bộ này 2XL nhưng mà tầm khoảng 60-62 kg trở lại nha các chị đẹp nha em. 2XL tầm khoảng 62 kg trở lại mặc vừa. Bộ này tầm khoảng 58, 57, 58 kg đến 62 kg mặc ok. 62, 63 kg đó. Rồi em chốt cho chị Trình Tiến một bộ nè. Ok thôi chị Trình Tiến ơi, 62, 63 kg đó chị. Rồi chị Muội Võ một bộ nè. Ok, hai chị hai bộ size 2XL. Rồi bộ em đang mặc size L, 52 kg trở lại mặc vừa. 2XL em hết nha chị Mi Thảo.
Bộ em mặc cho chị Yên Bình. Ok, bộ em đang mặc thì chị Yên Bình mặc vừa nè, 52 53 kg nè. Rồi em có bộ màu đỏ luôn á chị, có một bộ một nè. Size 2XL luôn. Màu đỏ nha các chị yêu ơi, 60 62 kg trở lại mặc vừa nè, lên em mã đỏ. Chốt em mã đỏ nha, 62 kg trở lại mặc vừa, 2XL. 62 kg trở lại mặc vừa lên giúp em, mã đỏ, size 2XL luôn. Mã đỏ. Dập ly chờ em tí xíu đi chị, dập ly em còn được mấy bộ à. Chị Thu Hà Võ ơi, chị khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chị, mã đỏ. Rồi bộ này size L luôn. 52 53 kg trở lại mặc vừa. 100.000 một bộ. Chị Tiên Trần em đang sale mịn gân mịn hèn 100.000, giá rất rẻ các chị đẹp. Phí ship bên em 20.000 trên một đơn nha các chị. Các chị mua bao nhiêu bộ phí ship cũng 20.000, em không có miễn ship nha. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha các chị đẹp nha. Em lên giúp em màu này. Màu này các chị lên giúp giùm em là màu màu mã số bộ này 52 53 kg trở lại mặc vừa nè các chị đẹp. Mã số 35 giúp em đi các chị đẹp nha em. Mã số 35. 1m58 mà 60 kg hả chị? Bộ đó là chị mặc à, ok, được nha. Rồi chị Thu Hà Võ em chốt mã đỏ cho chị Thu Hà Võ nè. Màu xanh em đang mặc hết rồi. Rồi bộ này các chị lên em mã số 35. Mã số 35 nha, kiểu giống như kiểu em đang mặc vậy đó. Chị Trần Trinh hả? Chị Trần Trinh mã số 35, ok. Chị Trần Trinh mặc vừa nè. Chị Trần Trinh lên số điện thoại giúp em đi chị. Mã số 36, màu nó sẽ đậm hơn mã số 35 tí xíu. Mã số 36 hả chị? Mã số 36. Mã số 36 này là 55kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. 36 này 55kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. Ok, em thấy số điện thoại của chị Trần Trinh, chị Thu Quyên. Còn nhiều mẫu lắm chị Thu Quyên ơi. Năm mươi bảy ký coi theo dõi like giùm em đi chị Long Quỳnh. Có nha chị ơi. 55kg trở lại mặc vừa nè các chị, lên giúp giùm em mã số 36, rất là đẹp luôn. 55kg. 55kg mặc vừa lên em mã số 36. 36 giúp em nha, 36. Sáu mươi hai sáu ba ký trở lại mặt vừa. 62 63 ký trở lại cái chị lên giúp em mã số 37. Mã số 37, 62 63 ký trở lại mặt vừa. 53 ký 1m50 thì chọn bộ nào mà 55 56 57 ký đó chị Phương Bùi em đọc á, chị chốt nha. 36 em chốt cho chị Ngọc Mai. Rồi mã số 37 nè các chị. Đẹp mà rẻ nữa chị Ngọc Tuyết ơi. Không có lửng chị, cái này quần dài không à. 37 em chốt cho chị Lộc Thiện. Cái này mịn gân nè chị Lộc Thiện, mịn gân là chị mặc nó còn im hơn cái mịn mịn hàn nữa đó. Im hơn cô tông mịn hôm bữa nữa. Sáu mươi ký trở lại mặt vừa nè các chị đẹp nha em. 60kg trở lại mặt vừa, chốt em màu này màu hồng ruốc. 60kg trở lại bộ em mặc hết rồi. Bộ em mặc để em coi còn màu khác không nha chị, kiểu chị đang mặc còn màu khác không biết em nhìn thử. Ok, để em lên màu cho mấy chị, em còn màu khác nha. Bộ em đang kiểu em đang mặc còn màu khác. Rồi chốt giúp em mã màu này màu hồng ruốc các chị, size 60kg trở lại mặt vừa nè. Chốt em màu hồng ruốc.
Bộ mặt còn màu khác nha chị ơi, cái màu đó hết rồi. Rồi em lên màu vàng đồng cho cái chị nè. Màu này mặc lên là trắng như ngọc trinh luôn. Thêm cái von màu da bi nữa chứ. Bộ này size L nè cái chị đẹp nhà em. Quần nó co giãn nè mấy chị. Bộ này 53kg trở lại, size L 53kg trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Lên em mã vàng đồng. Thôi cái này em còn size L không à các chị, 60kg không có chị, size L không à. Tầm khoảng 53-55kg trở lại, chị nào cao 1m57 trở lên 55kg trở lại mặc vừa. Không có size 2X, chị đẹp nhà em ơi. Cái nhà màu vàng đồng này nó còn là size L không à. Chị nào cao 1m57 trở lên 55kg trở lại mặc vừa, chị nào thấp người thì 52-53kg trở lại giúp em bộ vàng đồng này. Chị đẹp chốt em vàng đồng nha, vàng đồng. Vàng đồng em có size L ha, cái chị nào chốt mặc vừa chốt giúp em lên số ký đi các chị. Vàng em chỉ có size L thôi, 55kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa, chốt giúp em mấy chị. Vàng đồng kèm số ký, vàng đồng kèm số ký giúp em mấy chị để em chốt. Nó có một size, một hàng size L các chị. Không có size XL chị Hương Trương ơi. Đây, màu đen em có XL và 2XL. Vàng đồng các chị lên size giúp em nha, lên size giúp em. Size L là 55kg rồi, size XL nè các chị. XL 60kg trở lại mặt vừa. 2XL là tầm khoảng 63, chị nào cao tí xíu thì 65kg, còn không thì 63kg trở lại thôi. Đen 2XL anh chốt cho chị Hồ Hà, rồi đen XL. Đen XL cho chị Châu Bá Liên. Rồi màu cam nha chị. Màu cam em có một bộ size L và một bộ size XL. Bộ màu rút, ống nhỏ màu rút là màu gì vậy? Màu rút, ống nhỏ là sao chị Trần Thị Tuyết Hồng? Chị mua mẫu gì chị? Chị mua mẫu gì mà chốt màu rút mà giao quần ống nhỏ là sao? Em chưa hiểu. Cam size L, ok em chốt cho chị Trần Trinh. Vậy là chị Trần Trinh hồi nãy là bộ em đang mặc là vàng đồng size L luôn ha. Chị Trần Trinh hai bộ nè, vàng đồng. Em chốt cho chị bộ vàng đồng với lại là bộ cam nha chị, size L. Rất là đẹp nha các chị. Bộ này chị nào cao 1m56-57 trở lên là 55kg trở lại mặc vừa. Chị nào thấp người tí xíu thì 52-53kg nha. Rồi em có bộ cam size XL luôn. Cam size XL. Cam size XL nha các chị, XL là tầm khoảng 57-60kg. Cam size XL cho chị Hiếu Nguyễn ha. Chị Hiếu Nguyễn là size cam XL. Bộ em đang bộ em đang cầm á, đúng không? Bộ em đang cầm. Rồi ok chốt cho chị Hiếu Nguyễn nè. Vàng đồng size L em chốt cho chị Nguyễn Thị Loan. Rồi bộ này cho chị Hiếu Nguyễn. Vàng đồng là bộ em đang mặc cái chị, 60kg thì mặc size XL giúp em chị. 60kg cao 1m56-57 trở lên giúp em ha. Cam em hết rồi mấy chị. Vàng đi các chị, vàng em có size L, XL. Vàng em được 2 size. Bộ này mặc đẹp lắm luôn nè các chị. Chị chụp hình qua giùm em đi chị Trần Thị Tuyết Hồng.
Chụp hình bộ đó qua giùm em đi chị. Vàng đồng 53 kg cho chị Lê Ngọc. Vàng đồng 53 kg cho chị Lê Ngọc. Mà này cái chị lên giúp giùm em là mã vàng, vàng XL em chốt cho chị Ngọc Thu một bộ. Bà ngoại trà sữa, bà ngoại trà sữa lên size giùm em, bà ngoại trà sữa. Vàng đồng em còn bộ này. Chị nào 1m57 trở lên, 55 kg trở lại mặt dừa. Vàng đồng em còn bộ vàng đồng, bộ màu cam em hết rồi. XL màu vàng em chốt cho chị Ngọc Nơ. Rồi em còn một bộ màu vàng, em còn một bộ vàng. Các chị. Bộ màu vàng này 55 kg trở lại mặt dừa. Ủa. Size XL này chứ. Chị Ngọc Nơ khách mới hả? Khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị Ngọc Nơ ơi. Bà ngoại trà sữa ơi, bà ngoại trà sữa chốt qua bộ vàng đồng em đang mặc nha, 55 kg trở lại, cao 1m57 trở lên được không ạ? Chị nào thấp người thì tầm khoảng 52-53 kg trở lại cái chị. Em còn bộ màu vàng nè, size L, màu vàng size L. Vàng XL em hết rồi. Vừa, chị Tiến Trần ơi, bộ vàng đồng là chị mặc vừa đó. Em đang mặc là vàng đồng. Bà ngoại trà sữa ơi, bà ngoại trà sữa mặc vừa không? Vừa thì em chốt cho bà ngoại trà sữa. Còn không thì em chốt cho chị Tiên Trần. Ok chị Ngọc Nơ nha. Chị Thúy Nguyễn Thị ơi, vui lòng nhắn tin vào trang hàng đẹp giá rẻ kèm theo số điện thoại đi chị. Rồi ngày mai mấy bạn nhà em kiểm tra đơn nha. Mét 65 mặc mấy bộ này bị ngắn lắm chị Thành Trọng. Mét 60 trở xuống, mét 60 62 nha. Mét 60 trở xuống là cái chị mặc ok. Tại vì khách nhà em thì có một số chị cao mét 6 mấy cái chị mặc vẫn được, nhưng mà có số chị thì nói là mặc ngắn hoặc gì đó, nên là thường khách mới thì cái chị nên chốt kỹ, tại vì hàng thiết kế cái quần nó không có dài. Bà ngoại trà sữa không có trả lời thôi em chốt qua cho chị Tiến, cho chị Tiên Trần nha. Chị Tiên Trần chốt bộ em đang mặc nè. Rồi em còn bộ vàng size L các chị, em còn bộ vàng này size L. Chị Tiên Trần lên số điện thoại giúp em, chị Tiên Trần. Nhắn tin vào trang hàng đẹp giá rẻ, cái trang em đang like á chị Thúy Nguyễn Thị, chị hiểu ý em không? Nhắn tin vào tin nhắn giúp em, rồi kèm theo số điện thoại chứ chị đừng bình luận ở trên đây, em đang like em không có kiểm tra cho chị được. Đúng rồi chị Hồng Tuấn, đơn hàng là em gửi việc theo nha. Gửi việc theo hoặc là gửi bưu điện, bên nào gửi được thì em sẽ gửi qua bên đó nha các chị. Rồi màu vàng em còn một bộ size L nha các chị đẹp. Màu vàng em còn một bộ size L 55 kg trở lại, chị nào thấp người dưới 1m55 thì tầm khoảng 52-53 kg trở lại các chị đẹp nha em mặc dừa. Rồi màu đỏ đô các chị đẹp nha em. Màu đỏ đô em có size 2XL, size XL và size L. Size L là 55 kg trở lại ha, size XL là tầm khoảng 60 kg, là chị nào cao 1m57 trở lên á, thấp người thì nằm khoảng 58. Rồi size 2XL là 63 kg trở lại. Size 2XL là 63 kg trở lại. Dạ không có nha chị ơi. Bộ nào mà em đọc là 65 kg thì chị chốt chị Thúy Nguyễn Thị. Nhưng mà bộ này là quần ôm nha chị. Đỏ 2XL em chốt cho chị Trần Tiến, đỏ XL em chốt cho chị Hương, cho chị Hương Trương. Rồi đỏ XL em hết, em còn đỏ L. Đỏ L này 55-56 kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa nè. Cao 1m56-57 trở lên, chị nào dưới 1m55 thì tầm khoảng 53 kg trở lại. Đỏ em còn size XL, ở quên còn size L. Đỏ 2XL em chốt cho chị Trần Tiến nha. XL là em chốt cho chị Hương Trương. Rồi em còn size L cái chị, màu đỏ mận. Rồi cái chị lên giúp em màu đỏ mận nha. Đỏ mận đỏ đô gì cũng được. Đỏ mận đỏ đô gì cũng ok hết cái chị. Em còn một bộ size L. Rất là đẹp luôn cái chị. Co giãn nha, chắc co giãn thoải mái.
Rồi lên giúp giùm em là màu đỏ đô đi cái chị đẹp nha, màu đỏ đô. Đỏ đô em còn được một bộ size L. 55 kg, chị nào thấp người thì 53 kg. Màu hồng này em có size lớn rồi. Hồng ruốc size 2XL. 63 kg trở lại. Lên em màu hồng ruốc 63 kg trở lại. Rồi màu này lên giúp em màu hồng size 3X là size 65 66 kg nè. Đây size 65 66 kg nè các chị đẹp. Lên giúp giùm em mã này là mã M3. 65 66 kg, mã M3. Bộ màu hồng ruốc là 62 63 kg trở lại. Rồi chốt giúp giùm em. Hồng ruốc 2XL cho chị Nga Thu. 100 ngàn một bộ nha các chị, em đang sale 100 ngàn. Rồi bộ này size 3XL các chị. Em hết chị Phạm Ngọc Thu ơi. Em chốt cho chị Nga Thu bộ hồng ruốc. Em còn bộ này mã M3 là size 3XL 65 66 kg trở lại mặt dừa. 3XL. Vàng đồng em hết rồi chị Bùi Hợi ơi. Em hết rồi. Rồi em có bộ nào này các chị, màu xanh cớm. Màu xanh cớm size L. Năm mươi ba kg trở lại mặt dừa. Nay em không có lên bộ ống rộng chị Tiến Trần ơi. Nay em không có lên bộ ống rộng chị. 52, 53 kg trở lại mặt dừa. Lên em màu xanh cớm các chị. Màu xanh cớm. Chị Tuấn Anh lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Rồi bộ này hồng đào giúp em đi cái chị đẹp nha em. Hồng đào 52 kg chị cao bao nhiêu ạ? Cho em chiều cao. Quần này là em nói chứ là quần ôm nha các chị. Hàng thiết kế này là quần ôm nha. Size 2XL 63 kg trở lại nè các chị. 62-63 kg trở lại. Lên giúp giùm em mã này là mã hồng đào hoặc hồng dâu gì cũng được. Cái chị đẹp nha em, rất đẹp luôn. Bộ này mặc đẹp lắm. Bộ này mặc lên nhìn rất là trẻ. Rồi chốt giúp giùm em ha. Chị phải có chiều cao em mới chốt cho chị được chị. Không có chiều cao em không có chốt được. Không biết size để chốt. Form này nó hơi kén dáng á, nên chị phải cho có chiều cao mới được nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha. Đồ cách tân hả? Đồ cách tân em dẫn có mấy mẫu đó là còn hết luôn á chị Trần Tiến. Còn dập ly ống rộng không còn chị Hồng Đào cho chị Kim Hồng. 62 63 kg trở lại mặt vừa nha chị Kim Hồng ơi, bộ hồng đào quá chị. Rồi bộ em mặc là cái chị lên giúp em màu xanh cớm nha cái chị đẹp nhà em, màu xanh cớm. Cho chị cái cọc đó đi bé thị. Cọc đó đây. Ừ. Bộ này size L nè các chị, 50 kg trở lại mặt vừa nè. Dạ hết rồi chị Bình Nguyễn. Bộ đó là hàng bơm, còn mấy bộ em mới sale cho mấy chị đó, chứ bộ. Ủa không phải hàng bơm, là cái hàng đó là hàng còn của xưởng, mẫu năm rồi còn rớt lại một vài bộ á, xong rồi bữa nay xưởng cuối năm xưởng dọn kho là xưởng mới đưa qua cho em đó, chứ hàng đó là em hết lâu lắm rồi. Hàng đó không có hàng. Rồi bộ này 50 kg trở lại mặt vừa các chị đẹp nhà em. 52 53 kg nhưng mà tùy theo chiều cao chị. Chị thấp người nhiều khi chị mặc không vừa đó. Với lại là form này là form quần ôm ha. Chị nào mà có mông to hoặc là đùi to thì các chị nên chú ý coi là mình mặc được hay không. Đồ ôm á. Quần mặc là nó sẽ ôm như thế này nè. Nó có độ giãn nha. Bộ này 50 kg trở lại mặt vừa nè các chị nào hơi thấp người thì 46 47 kg trở lại giúp giùm em. 46 47 kg trở lại là mặt đẹp nha. Ví dụ em nói 52 53 kg là cái chị cao trên 1m55, còn chị nào dưới 1m55 thì trừ hao cái số ký xuống giùm em. Em là 1m58 đó. Nếu mà chị mặc bộ đó vừa thì lên giúp giùm em số điện thoại đi chị.
Bộ này nó giống giống như cái màu hồi nãy chị mặc đó nha chị Phạm Kim Duyên, ok không? Màu nãy chị lấy có một bộ giống vậy nó tươi hơn. Nó tươi hơn, còn bộ này là màu dư như màu dư cải vậy đó. Là bộ này nãy em nói chị mặc vừa nè, nó là bộ này chị bốn mấy ký là chị mặc đẹp đó. Chị lấy bộ kia là chị mặc nó bị rộng. Bộ em mặc hết, chị Nguyễn Ngọc Thi ơi. Bộ chị đang mặc kiểu chị đang mặc còn bộ nào nữa không biết. Để em coi bộ kiểu em đang mặc còn bộ nào nữa không nha chị. Ok thôi chị Phạm Kim Duyên ơi, bộ em đang mặc là cái màu nó na ná với cái màu hồi nãy á, chị mặc em chị lấy á nha. Là chị ba bộ kiểu này đó, là nó ba bộ ba màu đó. Ok thì em chốt bộ nãy nó tươi hơn. Bộ này đẹp quá. Bộ này là xuất sắc luôn. Bộ này 56 57 kg trở lại mặc vừa nè các chị. 56 57 kg trở lại mặc vừa nè. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Mary rất là nhiều. Chị Phạm Kim Duyên ơi, bộ em đang mặc chị ok không ạ? À? Đây bộ này 56 57 kg nè, cao 1m 56 57 trở lên luôn. Còn chị nào 1m 55 dưới 1m 55 thì tầm khoảng 55 kg trở lại. Các chị đẹp nhà em nha. Bộ này rất đẹp luôn các chị. Bộ đang mặc hết đó chị. Ok chị Phạm Kim Duyên, bộ em đang mặc chốt cho chị Phạm Kim Duyên là em hết. Màu này cái chị lên giúp giùm em là màu da cái chị. Dạ không nha chị Nguyễn Mary, em có một bộ một à. Bộ màu xanh cớm chị Nguyễn Tuấn Anh mặc không vừa. Ủa quên lộn, vừa. Chốt cho chị Nguyễn Tuấn Anh. Chị bấm bill chưa vậy đó. Màu da đi cái chị, màu da 57 kg, 57 kg màu da nè. Màu da 57 kg. Chốt cho chị Lon Quỳnh. Chốt cho chị Lon Quỳnh. Rồi em có bộ màu này. Trời ơi. Đỏ hồng cái chị. Đỏ hồng cái chị đẹp nhà em ơi, size XL, 55 56 kg trở lại mặc vừa. 55 56 kg trở lại mặc vừa lên em màu đỏ hồng. Bộ này rất đẹp luôn. 55 56 kg trở lại mặc vừa lên em mã đỏ hồng. 55 56 kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em là mã đỏ hồng. Đỏ hồng, đỏ hồng các chị đẹp. 55 56 kg trở lại đỏ hồng. Rất đẹp luôn nha. Kiểu này mặc lên đẹp lắm. Đỏ hồng giúp em. Lên giúp em mã hồng. Size 2XL 60 62 kg trở lại mặc vừa. Đỏ hồng em chốt cho chị Mai Hoa. Cái chị nghe em kỹ em đọc số ký rồi cái chị chốt nha. Rồi, 60 62 kg trở lại mặc vừa cái chị. Ủa, bộ này size 2XL là 60 kg chứ. 60 kg trở lại mặc vừa cái chị đẹp nhà em 60 kg. Lên em mã hồng cái chị, mã hồng. Mã hồng 60 kg nha. Mã hồng 60 kg, chị Phạm Ngọc Thu ơi 60 kg ok thôi chứ đẹp. Size 2XL nè, 60 kg. Rồi em chốt cho chị Phạm Ngọc Thu nha, 60 kg. Mã hồng em chốt cho chị Phạm Ngọc Thu. Màu da em hết rồi. Rồi màu đen cái chị. Ôi bộ màu đen này dễ thương chứ chị. Tay nè. Bộ này size 3XL nhưng mà form nó nhỏ nha cái chị đẹp nhà em ơi. Size 3XL nhưng mà 57 kg trở lại thôi. 57 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Chốt em mã này là mã đen. Đen 57 kg cái chị. Đen 57 kg giúp em, chốt em mã đen. Đen 57 kg cho chị Châu Bá Liên. Rồi bộ màu xanh đen này là size số 4 là size 65 kg nè. Lên giúp em mã xanh đen 65 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã xanh đen. 65 kg trở lại cái chị. Chốt em mã xanh đen. Chị nào thấp người thì 63 kg trở lại ha. Xanh đen giúp em, xanh đen. Xanh đen cho chị Thanh Châu.
xanh đen cho chị Thanh Châu là em hết. Chị Thanh Châu mặc vừa thôi, chị Thanh Châu ơi, 65kg cao 1m57 trở lên nha chị. Chị nào hơi thấp người tí xíu thì tầm khoảng 62-63kg trở lại giúp em nha. Màu xanh đen. Chị Thanh Châu ok thôi chị đẹp. Ồ, cái màu này nó đẹp quá chừng mấy chị. Màu này rất đẹp. Ok chị Thanh Châu. Rồi bộ này size 65kg luôn, lên em mã đẹp luôn mấy chị. 65kg cái màu này đẹp lắm mấy chị. Lên giúp em mã đẹp luôn ha. 65kg trở lại luôn. Chị nào thấp người thì 62-63kg. Này cái chị mặc cái quần ôm nha các chị. Nha, quần ôm nha. Này là size số 4 đó. Mã đẹp em chốt cho chị Lộc Thiện. Cái màu này rất đẹp luôn nè. Đẹp em chốt cho chị Lộc Thiện. Ừ, em còn bộ được mẫu màu đỏ size 2XL nè các chị. Size 2XL các chị đẹp nha. Em ơi 60kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã đỏ. 60kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã đỏ các chị. Mã đỏ. Bộ em đang mặc hình như hết rồi chị. Cái kiểu em đang mặc hình như hết rồi. 60kg trở lại mặt vừa, lên em mã đẹp, mã đỏ, ở quên mã đẹp em hết rồi, mã đỏ giúp em mấy chị, mã đỏ, 60kg trở lại mặt vừa. Mã đỏ giúp em nha, rất là đẹp luôn. Đỏ, đỏ, size tầm khoảng 55-60kg, 53kg mặt hơi rộng với chị Ly Hồng. Bộ này đẹp lắm nè chị. Bộ này là hàng cô tông mịn nè, hàng của Khánh Thi á, rất là đẹp luôn. Đẹp không có 53kg. Bộ này cái chị mặc dáng giống như thể thao vậy đó ha. Size 3XL, size 65kg nè mấy chị. 65kg. Mã đỏ em chốt cho chị Ngọc Nơ. Bộ này 65kg, chị nào thấp người thì 63kg. Lên giúp giùm em mã này. Mã này lên giúp em mã thiêu nha các chị, mã thiêu. Bộ này rất đẹp. Bộ thể thao ok 65. Bộ thể thao này chính chốt cho chị Thanh Châu luôn. Hàng của Khánh Thi á, giải rất đẹp. Bộ đang mặc hết rồi chị Nguyễn Thúy. Bộ em đang mặc hết hàng rồi. Rồi thêm một bộ của hàng Khánh Thi nữa, size 2XL cái chị đẹp nhà em. 57kg trở lại mặt vừa. 57kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em là mã số 2. 57kg trở lại mặt vừa nè, lên em mã số 2 các chị, mã số 2. 57kg trở lại mặt vừa, 57-58kg, lên em mã số 2. Đẹp lắm luôn. Cái chữ này là thiêu hết giúp giùm em nha, vải là em bao xịn cho mấy chị luôn, vải rất đẹp. Mấy chị, hàng của Khánh Thi là hàng thương hiệu đó. Mã thiêu em hết rồi chị, mã số 2 em chốt cho chị Kim Loan. Bộ này đẹp quá. Bộ này rất đẹp. Cái màu nó cũng lạ đấy mấy chị. Màu nó phải màu cam đất nữa. Nó đậm hơn cái màu cam đất nha. Rồi bộ này 50-52kg trở lại mặt vừa nè. Chị nào 50-51-52kg cao 1m57 trở lên. Rồi chị nào thấp người một tí xíu thì cứ 50kg trở xuống giúp giùm em là mặc được ha. Lên giúp giùm em mã này là mã L luôn giúp giùm em. Mã L luôn các chị. Chị nào 52kg cao 1m57 trở lên, chị nào hơi thấp kia chứ trừ hao xuống giúp giùm em ha. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Lên giúp em mã này là mã L giúp em luôn, mã L giúp em luôn. L, L chị My Thảo mặc vừa không chị? Chị My Thảo mặc vừa không? Size L này 50-52kg trở lại thôi nha, vừa không vừa thì em chốt. Để thôi chị chốt và chị xả ra nữa đó, là chị mặc không vừa nữa đó. Mua cho đúng không? Rồi ok, đừng có xả ra nữa giùm em nha chị. Rồi chốt cho chị My Thảo mã L. Rồi màu đỏ đô giúp em ấy chị, quá đẹp luôn. Màu đỏ đô giúp em ha, cái kiểu mặt cũng đẹp nữa. Kiểu này hôm bữa em bán hết luôn rồi nè. Còn được có mấy bộ hay gì. Size XL 55kg trở lại mặt vừa.
55 kg cái chị. Chốt em mã đỏ đô. 55 kg. Chị nào thấp người thì 52-53 kg trở lại thôi nha. Size XL. Lên em màu đỏ đô cái chị, màu đỏ đô. Đỏ đô em chốt cho chị Ly Võ. Form này là form quần ôm nên các chị cứ cân nhắc kỹ các chị mua nha. Tại vì cái này nó có nhiều chị không có mặc được form quần ôm á. Giải nó đẹp quá, đẹp luôn mấy chị. Hàng của Nghĩa Ngân. Giải mặt mát lạnh nè. Đây cái kiểu của nó sẽ như thế này nha các chị. Cái nút này là nó bằng, cái nút này là nó bằng gỗ hay gì mấy chị. Hết rồi chị Phụng Yến ơi, hết rồi. Rồi bộ em đang mặc là em có size số 3 với size số 4 nha các chị đẹp nhà em. Size số 3 này là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 55-56 kg trở lại mặt vừa. 55-56 kg các chị. Trở lại mặt vừa. Em thử giùm chị cái quần size số 4 này đây thì. Chờ em xíu nha các chị. Size số 4 em chốt cho chị Kim Loan. Có một bộ một à, còn lại là em còn size 3 các chị. Không không. Nó ship cái nút nó bị cống. Ok, rồi. Size số 4 là cho chị nào 63 kg trở lại. 62-63 kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa nha, size số 4. Size số 4 là em chốt cho chị Kim Loan. Rồi bộ em đang mặc là 56-57 kg là size số 3. Các chị. Size số 3 là 56-57 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Ừ đúng rồi, cho chị Kim Loan. Ừ, mã hồng. Mã hồng em còn size 3 các chị, 56-57 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa nha, size số 3. Chị Bông Lan ơi, bữa nay là em lên mẫu này thôi nha chị, em không có mẫu mới nha. Mấy mẫu là em like hết rồi đó. Rồi em có một bộ vàng đồng size số 2 cái chị đẹp nhà em. À chị Bông Lan là coi cái bộ size số 5 á hả? Em đưa chị cái bộ mà mới, bộ Sulen mới á bé Thị, size số 5 á bé Thị. Còn màu gì? Chị Bông Lan chờ em tí xíu. Size 4 hết rồi chị Thúy Nguyễn Thị. Rồi màu vàng đồng các chị, vàng đồng em còn bộ size số 2 nè. 50 bộ này size số 2 là tầm khoảng 50 52 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 52 53 kg nè cái chị đẹp nhà em, vàng đồng rất đẹp luôn. Màu vàng đồng nha, vàng đồng. Chị Bông Lan, em còn được có hai màu thôi. Size số 5. Size số 5 còn được hai màu hả chị đẹp? Em còn được màu vàng với màu cam đất. Màu vàng với màu cam đất. Chị đẹp nhà em ơi. Chị Ly Võ ơi, bộ em đang mặc chị mặc bị rộng đó. Chị bao nhiêu ký? Đây chị Bông Lan. Em lấy cho chị luôn nha. Còn hai bộ.
cho chị bông lan hai bộ này. Hai bộ đó ngày mai nhớ trừ cho chị ba bộ bữa đổi nhớ không? Ba bộ kia đó. Vàng đồng cho chị Mai Hoa. Ừ. Phải không? Hình như mấy bạn có ghi bill á. Mấy bạn kiểm tra. Rồi bộ vàng đồng size này là size số 2, 52 53 kg trở lại nha chị Mai Hoa ơi, em chốt cho chị nha. Rồi để em coi có ai xả size số 5 thì em lấy thêm cho chị nha chị. Màu đỏ này mặc lên nó đẹp á mấy chị, màu đỏ. Đẹp quá. Size số 2 luôn nha, 52 53 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã đỏ tươi cái chị. Mã đỏ tươi, 52 53 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã đỏ tươi. Đỏ tươi em còn một bộ size số 2 với lại là em còn bộ size 3. Size 3 55 56 kg trở lại mặc vừa. Đỏ tươi size 2 với size 3. Bộ em đang mặc còn size 3 không à các chị. Size 3 tầm khoảng 55 56, chị nào cao tí xíu 57 kg trở lại mặc vừa. Cọc này nhìn như là hôm bữa em chưa có like cho mấy chị hay gì vậy? Bộ vàng trước đó em bộ vàng có hai nắp túi, đúng rồi chị, là kiểu giống như kiểu em đang mặc vậy đó. Đỏ tươi số 3 cho chị My Thảo. Số 4 là chị hỏi em mẫu nào vậy chị Thúy Nguyễn Thị ơi. Em đang lên đó chị coi giúp giùm em đi, chị theo dõi giùm em đi, cái nào có thì mình chốt nha. Chứ hàng em cũng không biết là nó còn hàng gì nữa. Tại vì cái này nó tùm lum mẫu hết trơn á. Rồi kiểu này nha cái chị đẹp nhà em ơi. Em đang mặc bộ này là size gì quên mất tiêu rồi. Bé thấy con chị bé thấy. Size gì vậy em? Rồi bộ em đang mặc là size XL cái chị. Size 55 kg trở lại mặc vừa. Bộ em đang mặc là size 55 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Size XL em có hai bộ. Lên giúp giùm em mã số này là mã số 1. Lên lại giúp em mã số 1 nha. Mã số 1 em đang mặc là 55 kg trở lại mặc vừa, mịn gân là mặc rất là đã nha các chị đẹp. Coi dạng 4 chiều rồi, em có bộ size 3 XL nè, màu vàng đồng luôn. Size số 2 giúp em. Ủa anh mã số 2 chứ lộn, mã số 2. Size 3 XL 63 kg trở lại mặc vừa. Mã số 1 em chốt cho chị Mai Hoa một bộ, chị Quỳnh Tiến một bộ. Size 3 XL cái chị 63 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã số 2. Chị Quỳnh Tiến khách mới hả? Khách mới lên cân nặng chiều cao giúp em chị Quỳnh Tiến kèm theo số điện thoại. Mã số 2 em chốt cho chị Nga Thu. 63 kg trở lại mặc vừa chốt chị Nga Thu. Kg trở lại mặc vừa luôn cái chị nào thấp người thì 53 kg trở lại, lên giúp em màu đỏ mận. Chốt em màu đỏ mận cái chị. Size số mã số 1 em hết rồi. Màu đỏ mận giúp em luôn nha. 55 kg chị nào thấp người, bộ này em chốt cho chị 53 kg trở xuống đi cho chắc ăn. 53 kg trở lại đổi bộ gì? Lý do gì đổi chị Veo Trường ơi. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, 53 kg trở lại mặc vừa. 53 kg chốt em mã này.
53kg trở lại mặt vừa. Thường là hàng sale là em không có hỗ trợ đổi trả nha. Cái chị đẹp gọng chật là em không có hỗ trợ đổi trả nha. Nên chị nghe kỹ số ký giùm em. Mét 50, 53kg. 1m50 mà 53kg. Rồi ok chị. Các chị coi kỹ mẫu giúp giùm em rồi các chị chốt nha. Form này là form ôm, quần ôm nha các chị đẹp. Form quần ôm, chị nào mặc được form quần ôm thì các chị chốt. Có nhiều chị là không mặc được quần ôm, mặc được quần rộng rộng. Đây là các chị coi kỹ giúp giùm em rồi các chị hãy chốt. Tại vì hàng này là em đã sale giá rất rẻ rồi nên em sẽ không có hỗ trợ đổi trả về cái vấn đề mà chật hoặc là gọng. Hoặc là cái chị nói là ừ mẫu tới về mặc không được gì đó là em không có hỗ trợ em đổi nha. Anh chị coi kỹ mẫu đi rồi cái chị đẹp nhà em chốt. Rồi màu da cái chị 63kg trở lại mặt dừa. 63kg trở lại mặt dừa chốt em màu da. Bộ này đẹp quá đẹp luôn. Màu da giúp em nha. 63kg trở lại mặt dừa lên giúp em mã da. Chốt em mã da giúp em với chị. Da em chốt cho chị Kim Loan. Dạ em chốt cho chị Kim Loan. Rồi màu này lên giúp em màu cà rốt size XL luôn. Cao 1m56, 57 trở lên thì 55kg không 53kg trở lại. 53kg thì cái chị đẹp nha em. Chốt em 53, 54kg trở lại mặt dừa nè. 53, 54kg trở lại mặt dừa lên em màu cà rốt. Chốt em màu màu cam ha. Màu cam cà rốt gì nè. Rồi lên em màu cà rốt đi cái chị. Rất đẹp luôn. Mịn gân là nó co giãn 4 chiều nha các chị đẹp. Chốt em màu cà rốt đi các chị. Cà rốt cho chị My Thảo. Dễ thương quá mấy chị. Cổ tròn đơn giản thôi ha. Tay của nó nè. Size XL luôn. Chốt theo máy chủ nha chị ơi. Chị Nguyễn Diễm ơi, chị bình luận bên máy chị thấy trước chứ máy của em là ta nổi lên 2-3 người trước chị luôn á. Chị là đứng thứ 3, thứ 4 gì lận. Chị Kim Loan bình luận trước nè, rồi tới chị Lý Kim Anh nói gì nè, xong rồi mới tới chị. Mét 6 58 kg, chị cứ nghe em đọc số ký nha chị Nguyễn Viên ơi. Bộ em đang mặc chị mặc không vừa chị Phạm Bảo Ngọc. Chị Phạm Bảo Ngọc phải chốt cái bộ nào mà size 57, 58 kg á nha. Để mặc vừa. Rồi bộ này cái chị lên giúp giùm em là mã số 5 đi cái chị. Mã số 5. Chốt em mã số 5 nha. 55, 56 kg trở lại mặc vừa nè. Chốt em mã số 5 đi cái chị. Mã số 5. Chốt em mã số 5 cái chị. Mã số 5 mà. Rồi bộ này size 2XL 60kg trở lại mặt vừa. 60kg trở lại mặt vừa lên em mã số 6. Mã số 6 60kg trở lại mặt vừa các chị. Form này form ôm nha các chị ơi. Quần này là quần ôm nên các chị nào mà mặc được hàng thiết kế, mặc được quần ôm các chị mặc quen các chị hãy chốt. Còn không các chị bỏ qua các chị chọn mẫu khác giúp em nha. Đó là về các chị mặc không quen các chị mặc không được đó. Mã số 6 em chốt cho chị Nguyễn Diễm. Mã số 7. Mã số 6 em hết đó chị. Mã số 7 giúp em. Mã số 7. 57kg trở lại mặt dừa. Mã số 7. 57, 58kg cho chị. 57, 58kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã số 7. Mã số 7 giúp em nha. Một bộ 100.000 chị. Em đang sale một bộ 100.000. Mã số 7. 57, 58kg trở lại. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Chốt em mã số 7. Mịn gân nha các chị yêu ơi, mịn gân rất là đẹp luôn. Mã số 7 giúp em.
Rồi mã số 8 giúp em mấy chị, mã số 8 màu xanh rất là đẹp luôn nè. 60kg trở lại mặt dừa. Chị Loan Quỳnh ơi theo dõi giúp giùm em đi chị. Mã số 8 giúp em mấy chị, 60kg trở lại mặt dừa. À bộ này lầu lửng luôn á chị, bộ này lầu lửng luôn, 60kg trở lại mặt dừa, đầu lỡ nha. Lên giúp giùm em là mã số 9 nào. Mã số 9 giúp em nha. Mã số 9 mấy chị. Mã số 9 đó là quần lỡ nha, size 60kg trở lại mặt dừa, mã số 9. Số 10. Số 10 là quần dài, 60kg trở lại mặt dừa luôn. Số 9 em chốt cho chị Duyên Phạm. Số 10 luôn cái chị đẹp nhà em, số 10, 60kg trở lại mặt dừa luôn nhưng mà nó là quần dài nha, số 10. Dạ đúng rồi chị Hương Nguyễn. Mẫu Solen, mẫu cổ đắp chéo á chị. Số 10 em chốt cho chị Nguyễn Diễm. Rồi mã số 11 cái chị, mã số 11 53kg trở lại mặt dừa. Mã số 11 53kg trở lại mặt dừa. 53kg trở lại mặt vừa cái chị, lên em mã số 11. Mã số 11, mã số 10 em hết. Rồi mã số 12. Mã số 12 57kg trở lại mặt dừa. Mã số 12 là màu đen, 57kg trở lại mặt vừa các chị. 57kg trở lại mặt dừa, lên em mã số 12. 11 em chốt cho chị Quỳnh Tiến, 12 em chốt cho chị Trần Thu. Một trăm ngàn chị, em đang sale 100.000. Rồi màu xanh đen. Màu xanh đen cái chị đẹp nhà em, 58kg trở lại mặt dừa. 58kg trở lại mặt dừa, chốt em mã xanh đen. 57, 58kg trở lại, chốt em mã xanh đen. Chốt em mã xanh đen nha, 57, 58kg trở lại, chốt em mã xanh đen. Chốt em mã xanh đen. Chị cứ lên mã đồ giúp em nha, lên mã đồ giúp em. Dạ hết rồi chị Hương Nguyễn. Màu tím Huế hình như em hết hàng rồi chị. Tím Huế em còn được bộ size số 4. Xanh đen em chốt cho chị Lý Ngọc Thúy. Chị Ngọc, chị Lý Ngọc Thúy lên cân nặng chiều cao lại giúp em đi chị. Đây bộ này dễ thương nè mấy chị. Mã số 14 giúp em ha, mã số 14. Bộ này là size 60kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc dừa. 60kg trở lại mặc dừa giúp em, lên em mã số 14 nha chị, mã số 14. Bộ này dễ thương lắm mấy chị. Mã số 14 60kg trở lại mặc dừa, lên em mã số 14. Mã số 14 giúp em nha. 14 cho chị Vàng Chuông Chuông. 14 em chốt cho chị Vàng Chuông Chuông. Rồi mã số 15 giúp em, 65kg trở lại mặt dừa. Chị nào thấp người thì 62, 63kg trở lại, lên em mã số 15. Khói nha các chị. Mã số 15. Mã số 15 nha, chị nào cao 1m56, 57 trở lên 65kg trở lại mặt dừa. Chị nào thấp người thì tầm 62, 63. Ok em chốt cho chị Lộc Thiện. Ủa 15 cho chị Mũi Võ. 15 cho chị Mũi Võ, chị Lộc Thiện sao rồi. 15 cho chị Mũi Võ nha, chị Lộc Thiện không có. Rồi
Bộ này size 2XL các chị. Size này 58 59 kg trở lại mặt vừa. 58 59 kg trở lại mặt vừa các chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Lên em mã số này là mã số hả? 16 giúp em, mã số 16. Size 2XL 57 58 kg trở lại mặt vừa các chị, mã số 16, 16 cho chị Mi Thảo. 16 cho chị Mi Thảo. Các chị thích đầu phói á, hình như nãy em còn một cọc phói nè. Ê, bộ này đẹp quá. Màu này đẹp nè mấy chị, để em lên cái màu này cái. Lên em màu này màu lạ nha các chị, màu này rất là sang luôn. Màu lạ. 55 kg trở lại mặt vừa, lên em mã lạ. 55 kg trở lại mặt vừa các chị. Giống như mẫu em đang mặc vậy đó. 55 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã lạ. Màu xanh này đẹp lắm. Mã lạ giúp em nha, lạ. Lạ cho chị Tuấn Anh. 55 kg trở lại. Nãy còn mấy bộ phói đó rồi ta. Phói chị nãy chị để đâu rồi. Mấy bộ mà phói quần đen đó. Em thấy đâu rồi. Hình như nằm đâu bên cọc bên này. Lạ em hết rồi, lạ em hết rồi. Đẹp quá các chị ơi. 58 kg trở lại mặt vừa. 58 kg trở lại mặt vừa lên giúp luôn ha. 57 58 kg trở lại mặt vừa lên em mã tím. Chưa chị đọc cô. Rồi màu cam các chị, màu cam. Size XL 55 kg trở lại mặt vừa. Phói nè các chị đẹp nhà em. 55 kg trở lại mặt vừa lên giúp giùm em mã cam đó. Cam 55 kg các chị. Rồi em có tà cam này 2XL nữa. Cam này 58 kg trở lại mặt vừa. Em có cam 55 kg và cam 58 kg. Màu cam phối với quần đen rất đẹp nha các chị ơi. Mịn gân, coi giãn 4 chiều các chị mặc đi tập thể dục đi đâu cũng được. Rất là đẹp. Em có cam 55 kg và cam 58 kg. Rồi em có bộ xanh luôn cái chị, xanh phối luôn nè. Xanh đen không biết nữa chị, không biết còn không nữa. Rồi lên giúp giùm em mã cam nha, cam này size 2XL luôn nè các chị. Tầm khoảng 58 nha, 58 60 kg trở lại đó. Chị nào cao tí xíu thì 60 kg. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh nha các chị. Size 3X em hết rồi chị, em còn size 2X à. Rồi mã xanh, xanh phói. Đó, em lên mấy bộ phói cho chị. Rồi xanh đen này chị. Xanh đen size XL. 55 kg trở lại mặt vừa. Nên giúp giùm em mã này là mã số 9. Mã số 9 nha, 55 kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã số 9, mà xanh đen. Mã số 9 giúp em cái chị, mã số 9, lên giúp em mã số 9. Mã số 9 55 kg trở lại mặt vừa, mã số 9. Mã số 10 55 kg mặt vừa luôn. Mặc rộng nha chị, mặc cái áo chị thích mặc cái form áo rộng thì chị chốt, quần ôm form áo rộng chị mặc theo cái phong cách đó thì ok nha. Còn nếu mặc ôm thì tầm khoảng 50 mấy kg. Chị Long Quỳnh ơi, chốt bộ đó thì lên giúp em mã số 9 nha, mã số 10 các chị, mã số 10 cũng 55 kg trở lại luôn, lên em mã số 10, mã xanh đen luôn ha.
xanh đen em còn. Bộ em mặc hết à. Rồi số 9, số 10 mà xanh đen. Bộ này 60 nè, cái chị 60 62 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa nè. Mã số 10 cho bà ngoại sữa. Mã số 9 cho chị mã số 9 đi. Đây chị mã số 9 nè. Ở đây nó sẽ xếp ly lên ha nè. Bộ này mặc rất là đẹp. Bộ này là nãy size mấy quên mất tiêu rồi. Size 3XL. Size 3XL nhưng mà bộ này tầm khoảng 60 kg nha các chị ơi. 60 62 kg trở lại mặt dừa nè. 60 62 kg trở lại. 60 62 kg là các chị mặc ôm luôn đó. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh nha các chị. Mã xanh. Mã xanh 60 62 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã xanh. Mã số 9 em hết rồi. Mã số 9 cho chị đẹp nào vậy? Mã xanh. Mã xanh em chốt cho chị Bùi Nguyên Đông Á. 60 62 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Mã xanh em chốt cho chị Bùi Nguyên Đông Á. Rồi 60 62 kg trở lại mặc vừa luôn. Lên em mã này là mã da. Ok chị Long Quỳnh. Mã da 60 62 kg trở lại mặt dừa giúp em luôn. Lên em mã da các chị. Da. Quá đẹp. Các chị mặc đẹp hơn em rất là nhiều nha. Em mặc là nó bị gọng đó. Gọng cái áo. Áo quần đều gọng. Rồi chốt em mã da nha, mã da. Dạ em có size 2X nữa nè các chị. Em có một bộ 2X với một bộ 3X. 2X là 62 kg trở lại. Và bộ da 2X là cho chị nào 57 58 kg trở lại mặt dừa nè. Da. Da, da chị My Thảo lấy size bao nhiêu ký chị? Em có size 2XL. À bộ này khác các chị. Rồi bộ này cho chị My Thảo. Quên cái kiểu ở dưới đây nó khác. Rồi vậy là bộ màu da 60 62 kg này cho chị My Thảo nha. Rồi. Rồi qua tới mã này, mã này là size 2XL là size 57 58 kg trở lại thôi. 57 58 kg trở lại các chị lên giúp giùm em là mã số 15. 57 58 kg trở lại các chị lên em mã số 15, bộ này. Mã số 15. Mã số 15 giúp em là mẫu em đang mặc nè, mã số 15. Mã số 15 size, mã số 15 size 57 kg trở lại ha, 57 58 kg trở lại. Lên giúp giùm em mã số 15. Mã số 15 các chị rất là đẹp luôn. Mã số 15, mã số 15. Mã số 15 đúng không chị Lý Kim Anh ơi, nếu đúng thì lên giúp em nha chị đẹp. Ký trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 60 kg cao 1m57 trở lên.
60kg cao 1m57 trở lên với chị. Chị nào hơi thấp thì 58kg nha. Bộ này 60kg nè. Lên giúp giùm em màu này là màu dưa cải. Màu dưa cải giúp em. Lên giúp em mã dưa cải, em có 2 bộ. Size 60kg trở lại mặt dừa, chốt em mã dưa cải. Chốt em mã dưa cải, 2 bộ nha, màu dưa cải. Sáu mươi ký trở lại, dưa cải cho chị Lý Kim Anh một bộ, màu dưa cải cho chị Độc Cô một bộ, rồi là em hết. Rồi bộ này size L các chị, 50-52 ký trở lại mặt dừa, 50-52 ký trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh lá, chốt em mã xanh lá ha, chốt em xanh lá 50 hoặc 52 ký. 50, 51, 52 ký cao 1m57 trở lên. Chị nào 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 50 ký trở xuống, lên em mã xanh lá. Chốt em mã xanh lá các chị, xanh lá. Rồi dưa cải em có 2 bộ là em hết nha, cho hai chị. À bộ này em còn bộ size 2XL nữa các chị. Xanh lá cho bà ngoại trà sữa. Alo. Bà xanh lá trên lời chị ơi. Em hết rồi anh, khách chốt rồi, khách chốt trên like rồi. Rồi, khách chốt luôn rồi. Dạ. Rồi, cái mẫu này em còn được size 2XL nè các chị. 55kg trở lại mặt dừa. Nhưng mà cái form này nó nhỏ thôi, cái chị nghe em đọc số ký rồi hả, chốt 55-56 ký trở lại mặt dừa nè. Lên giúp giùm em mã số 10. Mã số 10 nha. Mã số 10, 55-56 ký trở lại mặt dừa, lên em mã số 10. Bộ này rất là đẹp. Mã số 10 các chị, mã số 10. Các chị đừng có nghe theo cái size mà 1X 2X, các chị nghe theo cái số ký em đọc á. Về cái chị mặc cho nó vừa nha, tại vì cái form này nó tùm lum lắm, nó tới 3-4 lò mai lận, nó không có chuẩn cái size. Số 10 cho chị My Thảo. Bộ này đẹp ngất ngay luôn. 55-56 ký trở lại mặt dừa. 55-56 ký trở lại mặt dừa, lên em mã số 20. 55-56 ký trở lại mặt dừa, lên em mã số 20. Bộ này rất đẹp các chị. Mã số 20, em còn được bộ hay gì à? Mã số 20 giúp em nha, mã số 20 cho chị Nguyễn Lan. Bộ này 60-62 ký trở lại mặt vừa các chị. 60-62 ký trở lại mặt vừa. Lên giúp em mã số 62 luôn. 60-62 ký trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 62 luôn. Chị bỏ view hết. Lên em mã số 62 luôn các chị. Rất là đẹp. 62 em chốt cho chị Trần Tiến. Rất là đẹp luôn nha các chị, đẹp nhà em, các chị mặc ôm vô nó sẽ rất là đẹp ha, em mặc là nó rộng á. Đẹp lắm bộ này. Ok, 62 em chốt cho chị Trần Tiến. Màu này đẹp vậy mấy chị. Size L, cái chị đẹp nhà em. 53kg trở lại mặt dừa. 62 em hết chị. Năm mươi ba ký trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em mã này là mã đẹp đi các chị, mã đẹp đi. Bộ này màu đẹp quá.
52 nha, 52 kg trở lại, 52 53 kg nè. Rồi lên giúp giùm em là mã đẹp đi các chị, mã đẹp. Cái màu này lạ lắm các chị, màu này lạ lắm. 52 kg. Mã đẹp, mã đẹp giúp em, 52 kg cho chị Tuấn Anh. Dưa cải em còn được một bộ nữa nè các chị. Dưa cải em còn được một bộ size XL cho các chị đẹp nhà em. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa. Dưa cải 55 kg trở lại nè các chị đẹp nhà em. 55 kg. Lên lại giúp em màu dưa cải ha. 55 kg trở lại mặt dừa. Kiểu nó như thế này. 55 kg. Mịn gân nha các chị, coi giãn 4 chiều. 55 kg. Chắc phải. Chốt em màu dưa cải size XL 55 kg trở lại mặt dừa. Em đang sale 100 ngàn chị đẹp ơi, 100 ngàn. Rồi em có bộ màu xanh đen này nữa. Dưa cải 55 kg em chốt cho chị Hiếu Nguyễn. Sáu mươi ký trở lại mặt dừa màu xanh đen. Hôm bộ này em chốt cho chị 58 kg trở lại thôi, 58 kg trở lại mặt đẹp, 58 kg màu xanh đen, 58 kg các chị, 58 kg nha, 58 kg đi các chị, mặc cho nó ok. Năm mươi tám ký màu xanh đen. Rồi bộ này 60 kg trở lại mặt vừa. Sáu mốt ký cao bao nhiêu chị? Rồi bộ này 60 kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa, cái chị đẹp 60 kg. Xanh đen cho chị Thanh Thanh. Chị Thanh Thanh lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Rồi bộ em đang mặc 60 kg trở lại mặc vừa, lên giúp giùm em là mã số 15. Mã số 15 60 kg trở lại mặc vừa cái chị đẹp màu đỏ. Mã số 15 ha. 61 kg cao 1m6. 60 kg cao 1m6. Chị mặc bộ em đang mặc vừa đó chị. 15 cho chị Trần Tiến. 15 cho chị Trần Tiến. Màu giống vậy luôn nha các chị, 60 kg trở lại mặt vừa luôn. 60 kg trở lại mặt vừa luôn các chị đẹp nhà em. 60 kg trở lại mặt vừa. 57 kg cao mét 53, bộ nãy là chị nói nhiêu ký vậy? 57 58 kg hả? Ok em, dừa. Ok chị Thanh Thanh. Rồi mã số này lên em mã số 16 đi các chị, 60 kg trở lại mặt vừa luôn. 60 61 kg trở lại là các chị đẹp nha em mặc vừa luôn. Lên em mã 16. Đây mấy bộ này là size 60, 61, 62kg trở lại mặt dừa nè chị La Vương. Bộ này đẹp quá. Đây bộ này 61, 62kg trở lại mặt ok nè chị. Lên em mã số này, mã số 20 đi cái chị đẹp nhà em. Mã số 20. Đẹp mấy chị. Mã số 20 giúp em ha, 60, 62kg tùy chiều cao đó.
coi giãn thoải mái. Rồi chốt giúp em mã số này, mã số 20. 20 cho chị Sĩ Ken. Em chốt cho chị Sĩ Ken. Rồi 21 luôn. 21 cũng 60-62 kg, trở lại mặt vừa luôn. Màu da rất đẹp luôn nè. Mã số 21, 60-62 kg nè các chị. Lên em mã số 21. Giống như bộ mã số 20 đó, màu đó khác, rất đẹp luôn ha. Mã số 21 cũng 60-62 kg, trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa luôn. 21 em chốt cho chị Sĩ Ken luôn. Rồi bộ này 60 kg, trở lại mặt vừa luôn. Chị nào thấp người thì 58 kg trở lại. Chị nào thấp thấp người thì 57-58 kg trở lại. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh các chị, mã xanh. Chốt em mã này là mã xanh nha. Rất là đẹp luôn. Vải này các chị, dạng thoải mái nha, rất là đẹp luôn. Chốt em mã xanh nha, 60 kg. Chị nào thấp người mét dưới mét 55 thì tầm khoảng 58 kg trở lại là cái chị đẹp, mặt đẹp, mặt ôm nó mới đẹp nha các chị. Em mặc là nó hơi rộng rồi đó, cái này nó tới size 2X rồi. Mã xanh giúp em nha, mã xanh. Không có size to chị, đa số nó là size 60, 6 mấy ký trở lại à. Rồi bộ này size 55 kg trở lại giúp em cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 55 kg trở lại giúp em cái chị đẹp nhà em mặc vừa ha, size 55 kg trở lại. Lên em mã số này là mã số lên em mã số này mã số 4 đi các chị, mã số 4 nha. Bộ em mặc là mã số 4. Giải đẹp quá mấy chị. Mấy bộ này là chị nào mà mông nhỏ, chân nhỏ đó, cái chị mặc nó sẽ ok hơn. Chị nào mông to mặc nó hơi ốm mông nha mấy chị. Rồi cái chị lên em màu này là màu cà rốt nè. Bộ này kiểu này đẹp nè mấy chị. Cà rốt cái chị đẹp nhà em nha. Số 4 em chốt cho chị Lý Ngọc Thí. Bộ này size XL là 58 kg và size 2XL là 63 kg. Lên giúp em màu cà rốt. Cà rốt em có 2 bộ. XL 57-58 kg trở lại và size 2XL là 62-63 kg trở lại. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Lên giúp em màu này là màu cà rốt các chị. Chốt em mã này mã cà rốt nha. Cà rốt kèm size giúp em kèm số ký cũng được. Cà rốt 57 kg và cà rốt 62-63 kg. Chốt em ạ, màu cà rốt. Rất là đẹp luôn nha các chị. Màu cà rốt các chị yêu ơi. Để em lên. Rồi, em còn một bộ phối này cho các chị đẹp nhà em nha. Bộ này size XL. Size 52 kg trở lại mặt vừa. Lên em mã 52 luôn. 52 kg trở lại mặt vừa luôn. Lên em mã 52 luôn các chị. 52 kg trở lại mặt vừa. 50-52 kg trở lại. Bộ phối rất là đẹp. Lên em mã số 52 luôn. Rồi em tạm ngưng cái mẫu này nha. Em tạm ngưng cái mẫu mịn gân với mịn hàng nha. Em lên mẫu khác cho các chị.
lên mẫu khác nha các chị đẹp. Cà rốt 63 kg, mã số 52 cho chị Hằng Dương. Rồi chị bấm đây. Cà rốt 63 kg cho chị Trần Tiến. Cà rốt 63 kg. Nè bé, bộ size 2XL. Rồi em sẽ lên mẫu khác cho các chị nha các chị ơi. Lên vài bộ nữa hả? Hết rồi đó. Mẫu em lên nãy giờ cho chị là nó vòng vòng là nó cũng sắp hết rồi đó. Chị Loan Quỳnh là mặc size số mấy chị? Đây em có bộ này đẹp nè. Bộ này size 2XL. Cổ vest rất là đẹp luôn. 57 kg trở lại mặt dừa. 57 kg trở lại mặt dừa, cổ vest rất là đẹp luôn nè các chị. Nãy giờ mới thấy có bộ này. Bộ này kiểu mới nè. 58 kg trở lại mặt dừa. 57 58 kg trở lại mặt vừa nha các chị đẹp nhà em ơi. Lên giúp giùm em màu này là màu mã 57 luôn hả? Mã 57 luôn đi các chị, mã 57 luôn đi. 57 cho chị Ly Hồng. Năm bảy em chốt cho chị Ly Hồng. Bộ này 60 kg trở lại các chị đẹp nhà em mặc vừa. Chị Ly Hồng khách mới hả chị? Khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em đi chị. Rồi bộ này 60 kg các chị. Chị nào thấp người thì 57, 58 kg trở lại thôi. Lên giúp em mã này là mã đẹp. Mã đẹp giúp em nha, 57 58 kg lên em mã đẹp đi chị. Mã đẹp đi nha. Mã đẹp 57 58 kg nè. Cho em mã đẹp, mã đẹp. Chị cứ nghe em đọc số ký đi mấy chị, giờ hỏi em có không, nó có đầy đủ hết trơn mà giờ không biết là nó nằm ở đâu và cái bộ nó kiểu sai nó làm sao. Mã đẹp, mã đẹp cho chị đẹp nào đây, cho chị Nguyễn Diễm. Đẹp em chốt cho chị Nguyễn Diễm. Có một bộ mà hết rồi chị. Rồi bộ màu đỏ mận này size 3XL, size 65 kg nè. 3XL 65 kg trở lại mặt dừa các chị đẹp nha em. Chị nào thấp người thì 62-63 kg. Chị nào thấp người thì 62-63 kg thôi nha. Lên em mã này là mã đỏ. Chị Lý Hồng khách mới không lên cân nặng chị đâu. Chị Lý Hồng ơi, chị mua rồi nhưng mà ở đây em chị xài nít mới hay gì em không thấy cân nặng chiều cao, cũng không thấy số điện thoại luôn. Lên lại giúp em đi chị. Chị Nguyễn Diễm ơi, 60 kg cao bao nhiêu thì em đọc số ký cái chị tự chốt giùm em nha. Tự chốt giùm em. 60 kg thì cao 1m56-57 trở lên, nãy giờ em nói hoài đó chị. Còn mình thấp người thì cứ giảm cái số ký xuống giùm em, tự trừ hao số ký xuống giùm em ha. Vừa thì mình lấy nha chị, còn không vừa thì nói em xả ra em chốt. Tại vì hàng này em không có hỗ trợ đổi trả nữa nên là chị chốt kỹ giùm em. Rồi bộ này các chị 63 kg đi ha. Canh giá chị 63 kg mặt dừa, lên giúp giùm em màu này là màu đỏ, cổ vest nè, rất đẹp luôn. Rồi bộ em đang mặc mã đẹp, chốt cho chị đẹp nào đây các chị đẹp nhà em. Mã đẹp. Mã đẹp tiếp rồi. Chị không lấy nha. Mã đẹp em đang mặc các chị, cho chị đẹp nào 60 kg trở xuống. Chị nào cao 1m55 trở xuống thì 67-68 kg nha. Bộ này rất đẹp luôn nè. Bộ này cái chị mặc ôm đẹp lắm, bộ em đang mặc nó là size 2X á. Giải này coi giãn thoải mái các chị. Đỏ 63 kg cho chị My Thảo nè. Rồi bộ này 60-62 kg trở lại nè các chị. 60-62 kg trở lại, lên em mã 62 luôn. Bộ này 62 kg trở lại. Ok, đẹp em chốt cho chị Lý Hồng. Chị Lý Hồng lên giúp giùm em số điện thoại. 100.000 một bộ chị.
Rồi lên giúp em bộ này cái chị, mã số 62 luôn ha, mã số 62, size 62, 63 ký trở lại nè. Size 3XL đó. Cổ đẹp chưa mấy chị? Em chào chị admin Vĩnh Lộc. Rồi em thấy số điện thoại của chị Lý Hồng. Rồi chốt giúp em mã này nha cái chị đẹp, nhà em ơi rất đẹp luôn cái chị. Mã số 62 giúp em luôn ha, mã số 62. Rồi mã số 63 nè các chị, mã số 63, 58kg trở lại mặt dừa. Không có size 68kg chị Võ Hiền, bộ này em không có size lớn. Rồi chốt giúp dùm em nha, 58kg trở lại mặt dừa lên em mã số 63 các chị, mã số 63. Màu rất đẹp luôn nha các chị, mã số 63, 58kg trở lại mặt dừa. Cái này các chị mặc lên đẹp lắm, mặc ôm nó mới đẹp nha. Tại form này là form mặc phải ôm. Rồi, ngừng mẫu này nha các chị ơi, ngừng mẫu này đi nha. Em lên cho chị mẫu khác. 63 cho 63 còn không em? Mã số 63 là bộ em đang chốt. Chị Hùng Nguyễn, em chốt cho chị Hùng Nguyễn. Chị Hùng Nguyễn chốt bộ này đúng không chị? Bộ màu này đúng không? Size 3XL nè, 62, 63 ký nè. Chị bao nhiêu ký cho em cân nặng chiều cao đi, em coi chị mặc vừa không? Em đang sale 100 ngàn một bộ cái chị. Quần ống rộng là em còn mẫu quần giả váy thôi nha cái chị. Mã đẹp em hết rồi chị. Em lên quần giả váy nha các chị nha. Quần giả váy là em còn size, em còn size 1, size 2, size 3 là nhiều nha các chị ơi. Giả váy bông. Em lên giả váy bông cho các chị đẹp nhà em nha, 130 ngàn một bộ, chất thun AT giúp em rất là đẹp luôn. Năm ba ký hả chị, 53kg là bộ đó chị mặc rộng lắm, xả ra đi bác. Của chị Hùng Nguyễn đó em, bộ hồi nãy đó. Bộ đó 53kg mặc rộng lắm nha chị, em không có chốt cho chị nha. Rồi em lên quần giả váy cho cái chị đi cái chị. Ống ôm hả? Ống ôm là bây giờ em còn mẫu cách tân à cái chị đẹp nhà em, cách tân 155.000. Vậy em lên mẫu cách tân cho cái chị nha. Cách tân là 155.000. Hàng bông mới luôn, vải mới rất là đẹp luôn nha các chị. Có gì cái chị tua like là cái chị coi giùm em đi cái chị. Nhưng giờ em không biết bộ em mặc đầu tiên nó là bộ gì. Nói chị tua like là mấy chị coi giùm em đi ha. Rồi em lên bộ cách tân cho cái chị nha. Bộ này là chót vải, nó là vải nó là kêu bằng vải gì em không biết nữa. Nhưng mà nó coi giãn 4 chiều nha cái chị. Mặc nó rất là mát và nó rất là xịn luôn nha. Mà mặc nó rất là nhẹ. Và bông này là bông mới giúp em luôn, rất là đẹp nha cái chị. Vải này em ba cho các chị giặt máy giặt thoải mái, không có bị xù lông, không có bị chảy chất vải gì hết. Và bộ này là bộ cách tân, em mai tay gấp lăn như tay áo dài cho mấy chị vậy đó. Bộ này là 125.000 một bộ. Các chị đây, ủa quên, 155.000 các chị. Các chị ơi, em lên mẫu từ từ đi mấy chị nha. Mấy chị yêu cầu mẫu, ai cũng yêu cầu mỗi người một mẫu, em không lên một lượt được. Đó, bây giờ là lên ống ôm nè. Ống ôm là mẫu này mẫu cách tân giùm em. Em đang mặc, các chị lên giúp giùm em là hồng đất. Bộ này em có size từ 1 đến size 6 cho cái chị từ 45 đến 75 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa.
Rồi bọn em đang mặc là hồng đất. Cái này các chị lên giúp giùm em là màu tím nha. Lên giúp em mã tím. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em là màu xanh Na Uy các chị. Rất đẹp luôn. Vải mềm mịn mướt luôn ha. Đó. Mặc các chị giặt máy giặt thoải mái. Màu xanh Na Uy giúp em rất là đẹp. Màu xanh Na Uy. Rồi màu này các chị đẹp chốt em màu đỏ đô các chị. Màu đỏ đô. Chốt em đỏ đô nha. Đỏ đô. Rồi cái này lên giúp em đỏ tươi. Màu này màu đỏ tươi chứ không phải là màu cam nha các chị. Hồng đất chị Phạm Kim Duyên lên lại cân nặng và chiều cao giúp em đi chị. Lên lại cân nặng và chiều cao giúp em để em lấy size cho mình ha. Chị Đặng Thiết ơi, ở bên em có đơn là bên em gọi hết rồi chị. Không có đơn nào mà không gọi hết á. Một là cái chị đặt không được hàng. Thứ hai là em bên em gọi cái chị không bắt máy. Chứ không có cái chuyện mà không gọi chốt đơn ha. Coi lại giúp giùm em. Bữa giờ sao mấy bạn học đơn hàng mấy bạn không có nốt lên gì chân vậy. Đơn xả không có nốt à. Hồng đất xe số 1 em chốt cho chị Phạm Kim Duyên. Ngày mai em hỏi bông với em hỏi bông với hỏi bé Như có nốt lên không. Ở bên em là không có chuyện là không có gọi chốt đơn nha các chị. Tất cả đơn hàng một bộ một áo và ba em cũng gọi em chốt đơn nữa. Trừ khi là các chị đặt không được hàng hoặc là các chị cho số điện thoại bị sai hoặc bên em gọi các chị không bắt máy thôi. Đơn hàng em chốt trong vòng 24 giờ là em chốt xong rồi. Có khi trưa em like là chiều mấy bạn nhà em đã gọi rồi các chị. Rồi bộ hồng đất size số 1 em chốt cho chị. Chị bấm bill chưa bé? Cho chị Phạm Kim Duyên. Hồng đất 52kg size số 2 em chốt cho chị Lê Hoàng Lê nè. Mã đẹp em hết rồi chị Thanh Thúy. Ok em có số điện thoại của chị Lê Hoàng Lê chị. Bộ em mặc là 155.000 các chị. 155.000 bộ cách tân rất là đẹp luôn. Em còn nhiều màu cho các chị lắm. Cái này em có tới 10 màu luôn. Chờ em xíu. Mà tại vì nó hết đó mấy chị. Nó hết size á. Rồi em lên tiếp cho các chị nha. Khách cũ ha, khách mới gì cũng vậy hết á chị. Bên em gọi điện được, bên em mới đi đơn nha. Gọi không được em không có đi đơn à. Ở bên em á là chốt đơn được là em chắc chắn em sẽ có đi đơn cho mình, sẽ có gọi điện nha chị Đặng Thiết ơi. Em nói láo mấy chị làm gì mấy chị em chốt. Đó em nói là đơn hàng có đơn là mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt. Cái chị cứ đổ thừa là bên em không có gọi chốt đơn cho mình không à. Đơn của chị Đặng Thiết đâu có đơn ở bên em đâu, chị mua bên em từ ngày 16 tháng 7 tới bây giờ đó chị. Đơn hàng cuối cùng của chị chốt ở bên em là ngày 16 tháng 7 năm 2021. Thì làm gì mà trong cái tháng 1 này chị có đơn. Bởi vì em nói là cái chị không chốt được đơn hàng. Một là không có đơn. Hai là đơn bên em gọi không bắt máy. Chứ không có chuyện là gọi không không có đơn mà không có gọi ha. Chị đâu có chốt được đơn hàng đâu. Mấy chị chốt được hay không được mấy chị cũng không biết luôn. Rồi mấy chị lên mấy chị đòi đơn hàng của em ở đâu ở đây.
Rồi màu em đang mặc, các chị lên giúp em là màu xanh rêu đi, các chị đẹp nhà em màu xanh rêu. Đó là trước khi mà mấy chị á, lên đòi đơn hàng em thì các chị coi coi mình có được đọc tên chốt đơn hàng ở trên like hay là không, hay là như thế nào nha chị. Mấy chị đâu có được đặt đơn, ở quên mấy chị đâu đặt đâu có được đâu. Rồi màu đó, em đang mặc là màu xanh rêu. Xanh rêu em còn được size 1 với size 2 các chị đẹp nha em. Size 1 với size 2. Rồi màu này các chị lên giúp giùm em là màu xanh bơ. Màu xanh bơ giúp em nha, màu xanh bơ. Chốt em màu xanh bơ các chị, màu xanh bơ. Rồi màu vàng giúp em mấy chị, màu vàng. Màu nào cũng đẹp hết chị. Màu này là 10 bông em lựa cho các chị hết 10 bông luôn á. Màu tết nha. Màu em đang mặc là màu xanh rêu nha. Họa tiết này là họa tiết mới luôn á. Rồi màu này lên giúp em là màu xanh coban. Chốt em màu xanh coban các chị, màu xanh coban. Chốt em xanh coban các chị yêu ơi. Em đang mặc là bộ cách tân nha các chị, 155.000. Đơn này sáng mai các bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn nha các chị. Sáng mai tầm khoảng 8 giờ các bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn và em buổi chiều là shop em ốp, nên là các chị có liên hệ đơn hàng hay gì đó thì các chị vui lòng liên hệ tầm khoảng từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa giúp giùm em nha. 76 kg chị cao bao nhiêu chị Nguyễn Nhật ơi? 76 kg cao 1m58 trở lên thì mặc vừa nha chị. Eo tầm khoảng 95, 96, 97 trở lại thì mặc vừa size số 6 giùm em, mẫu này em có size 6. Rồi em lên lại họa tiết cho cái chuyện lần nữa xong rồi em up like nha các chị đẹp nha em. Cái này em có 10 bông nhưng mà em bán hết một bông rồi. Giờ còn lại có 9 bông thôi. Rồi màu tím giúp em nha các chị đẹp nhà em ơi. Chốt em mã tím ạ. Em đang mặc là màu xanh rêu, màu này các chị lên giúp em màu tím. Chốt em màu này màu xanh Na Uy các chị, màu xanh Na Uy. Chị coi lộn rồi đó chị Đặng Thiết, chị coi lộn like rồi đó. Chị coi cái like đó là like cũ dữ lắm rồi đó chị. Cái lô quần giả váy mới về đợt sau này em không có màu cà phê sữa. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị đẹp nhà em ơi, lên giúp giùm em màu xanh Na Uy. Màu này các chị đẹp lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Ở trên mỗi cái like của em nó đều có thể hiện cái ngày, cái tháng và cái năm luôn đó, các chị coi lại giúp em nha. Khi mình coi like các chị coi, các chị để ý ở trên phía cái góc mà trang hàng đẹp giá rẻ nó sẽ hiện lên cái ngày, cái tháng, cái năm ở bên đó. Tím xanh rêu 55 kg chị Huệ Thi ơi, chị 55 kg cao bao nhiêu vậy chị, cho em cái chiều cao nghe chị nha. Chị Huệ Thi này là đặt hàng lúc nào, chị Huệ Thi đặt hàng lúc nào mà bên em gọi quá trời luôn không có bắt máy nè chị. Đơn hàng của chị Huệ Thi là đặt tháng 10, 30 tháng 12, 29 tháng 12 bên em gọi cho chị quá trời luôn, không có bắt máy.
Là đơn đó lý do sao vậy chị đẹp ơi? Em gọi cho chị 3 ngày luôn á, không bắt máy ngày 30 tháng 12, ngày 1 tháng 1 mấy bạn nhà em gọi tiếp tục gọi cho chị gần 10 cuộc luôn, không thấy bắt máy và không thấy gọi đơn lại luôn. Không thấy gọi điện thoại lại luôn chị. $155.000 một bộ chị Nguyễn Nhật. Rồi màu này màu đỏ đô giúp em luôn cái chị, màu đỏ đô. Cái chị mua hàng á, chị mua được thì gọi hoài không bắt máy, còn cái chị mua không được thì cái chị lên cái chị đòi đơn em. Trời ơi khổ vậy đó. Rồi, chốt giúp giùm em màu này màu xanh bơ, cái chị đẹp nhà em nha, màu xanh bơ. Chị Huệ Thi ơi, cái đơn hàng này mua chắc chắn nghe điện thoại giùm em được không chị? Cái đơn vừa gọi gọi quá trời gọi luôn không bắt máy. Chị đẹp nha. Gọi 2 ngày luôn, 10 cuộc không bắt máy luôn, không thấy gọi lại luôn, không biết lý do gì luôn. Vải này nó là tơ hoa lạnh hay là tơ hoa Hàn Quốc gì đó chị em không biết nữa, nhưng mà vải nó rất là đẹp nha. Vải nó đẹp lắm. Được rồi, em về cho cái chị cái vải thun Hàn Quốc là nó đã đẹp rồi. Cái vải này nó đẹp 9-10 với cái vải đó, và nó mềm hơn nữa nha, nó đẹp hơn cái vải đó nữa. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này ha, lên giúp em màu vàng nha cái chị, màu vàng. Rút giùm chị bộ hồng đất đi bé thị. Ok chị. Rồi màu đỏ giúp em nha, màu đỏ. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh các chị. Chốt em màu xanh coban. Ok, đơn này nhớ bắt máy giúp em nha chị. Tím với xanh rêu size số 2 cho chị Huệ Thi. Còn không? Tím với xanh rêu size số 2 như còn. Rồi màu này lên giúp giùm em màu hồng đất đi các chị đẹp nhà em, màu hồng đất. Vàng số 4 em chốt cho chị Trần Tiến. Bộ này chị mặc size số 1 là vừa đó chị Trình Bóp. Chị Trình Bóp hồi nãy là 1m55 48kg, mặc size 1 giúp em nha chị. Size 1 là ok, eo 70-72 trở lại là mặc vừa. Xanh bơ size số 6 em chốt cho chị Nguyễn Nhật. Ủa chị bấm bill chưa bé? Bấm bill chưa chị Nguyễn Nhật á. Xanh bơ size số 6 em chốt cho chị Nguyễn Nhật. Eo 95-97 trở lại là mặc vừa nha chị Nguyễn Nhật ơi. Nãy còn bộ. Em kiếm thử coi. Còn bộ vàng 4 đúng bộ luôn á. Còn đúng một bộ size số 4 luôn á chị Trần Tiến. Là size số 3 với size số 4 là em hết trơn luôn, không còn bộ nào hết trơn ở đây. Bây giờ em còn 1, 2 với 6 à. 1, 2, 5, 6. Ở size 5 mình còn thôi bé. Rồi màu này màu hồng giúp em nha cái chị, màu hồng đất. Màu hồng đất. Có size 1 nha chị, em đang mặc là size 1 đó. Mấy bộ mẫu em dơ lên đó là còn size 1 đó. Size 1 là em còn màu xanh rêu em đang mặc nè. Ủa sao cái màu xanh Cuban nãy chị thấy nó size số 1 mà giờ nó thành size số 2 rồi ta? Kỳ vậy, bị hoa mắt hả? Cô ba hết một hả? Ừ, hôm bữa còn bộ quần đen mình đáng luôn rồi. Ha, size số 1 em còn được có một bộ em mặc hả? Mà xanh rêu chị. Còn lại là còn size 2 trở lên không à? 6, 36. Size số 1 còn đúng bộ em đang mặc luôn. Chị đẹp, eo 70-72 trở lại mặc vừa. Hồng đất size số 1 hết rồi. Cách tân này các chị mặc size 1 có thể lên size 2 giúp em được nha. Size 1 có thể lên size 2 tại vì form nó ôm á. Form nó sẽ xích nhau không có nhiều. Xanh coban size số 2. Ok, để em mặc xanh coban cho chị xem. Size số 1 em còn duy nhất bộ xanh rêu, để em mặc size số 2 cho các chị xem nha. Em là 1m58, em 48-49kg, eo em 65 đó là em mặc size 2 nè. Nó cũng không có rộng nhiều đâu mấy chị. Ok, chị Trình Bóp, em lấy cho chị Trình Bóp bộ xanh rêu size số 1 luôn. Là hết luôn số 1 rồi đó chị, bộ cuối cùng.
còn lại 1, 3, 4 là em hết nha. Em còn được 2, 5, 6 à. Xe 5 là nó nằm ở đâu vậy bé? Xe 5 là này hả? Cọc trên này là xe 5 hả? Có cái thùng máy. Xe 5 em hết màu xanh riêu rồi. Xe 5 em còn xanh bơ với màu tím. Chị, cái họa tiết đấy em còn màu tím. Đây, màu này là màu xanh coban nè các chị. Đó, bộ này là cái chị mặc size 2 ha. Em mặc size 1, size 2 gì nhìn em cũng có eo chưa. Tại cái form của nó là form ôm ha. Nó có eo sẵn rồi. Size số 2 là eo tầm khoảng 75, 76 trở lại. 75, 76, 77 trở lại là cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Đây chị, size 5 là em còn được bộ này nè. Size 5 là em còn được màu tím nha. Em còn được màu tím, màu xanh bơ, màu vàng với lại là màu hồng đất. Size 5 là em còn được mấy bộ này nè chị Đoàn Thảo. Hồng đất, vàng, xanh bơ với tím chị. Chị Ngọc Tú, chị Ngọc Tú là lấy màu ok, màu hồng đất size số 2 em chốt cho chị Ngọc Tú. Còn có 1 bộ luôn đúng không bé? Hồng đất size số 2 cho chị Ngọc Tú. Thấy nó xuống điện thoại buộc lại luôn. Nó xúc xuống lên đây. Này size 2 nữa. Còn có 1 bộ luôn á. Bộ nãy em rút cho chị á. Em là 49kg, ăn no vô là 49kg. Đã đói buổi sáng là cân 48kg mấy nha chị. 48kg 2. Chị Thanh Thanh ơi, chị Thanh Thanh có lấy bộ màu xanh coban không? Xanh coban size 2 nè. Xanh bơ size số 5 em chốt cho chị Đoàn Thảo. Nghe nước mắt quay quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Màu này màu đỏ tươi chứ không phải màu cam nha mấy chị. Màu đỏ tươi chứ không phải màu cam. Em mặc lên nhiều khi cái ánh sáng nó có màu vàng vô á, chị nhìn nó tưởng như màu cam nhưng mà nó là màu đỏ tươi á. Xin từ giá đường phố trắng mướt. Để em mặc chưa? Để em mặc màu đỏ xong em mặc màu vàng cho. 1, 3, 4 là em hết nha các chị. Không còn bộ nào hết nha. Em còn 2, 5, 6 à. Đây màu đỏ tươi nè chị. Đẹp lắm luôn á. Đỏ tươi em còn được có size 2 với size 6 thôi. Size 5 hết luôn rồi. Mấy cái bông này bông nào cũng đẹp hết chứ. Em lựa cho các chị là 10 họa tiết để các chị mặc Tết á. Họa tiết mới luôn á chị, họa tiết mới luôn. Đi ngoài phố chiều. Màu vàng. Vàng này nó là vàng không có tươi lắm nha mấy chị. Nói chung là nó pha tươi với nó pha đậm vô á, nên là màu này nó không có nổi. Màu này ở ngoài cái chị nhìn nó không có chói nha, nó không có chói. Vàng, vàng cái chị mặc lên là trắng liền à, trắng da liền. Size 3 chị Hoa Việt ơi. Nếu như mà eo của chị 75, 75, 76 trở lại á thì chị mặc size 2, còn không thì lên size 3. Nhưng mà bây giờ size 3 em hết rồi, 3 với 4 em đều hết. Em còn được có size 2, size 5 và size 6 thôi. Eo chị 77 trở lại thì mặc size số 2 được nha. Còn trên 77 thì không mặc được. Tại vì giờ hết size 3 để em tư vấn cho chị luôn rồi. Hết 3 luôn rồi. Hết 3, hết 4, hết 1. Còn 2, 5, 6. Vàng 5 em chốt cho chị Đoàn Thảo. Chị Thanh Thanh ơi, chị Thanh Thanh có chốt bộ màu xanh coban thì chốt đơn giúp em nha. Tại vì em mới thấy chị hỏi thôi chứ em chưa thấy chị chốt.
xin tư giá đường phố trắng mưa bay. Rồi lên em mã vàng nha các chị, mã vàng. Rồi các chị có muốn em mặc màu nào nữa không? Eo 79 mặc size số 3. Số 3 em hết rồi, số 3 em không còn bộ nào luôn. Rồi các chị, em còn được size 2, size 5 và size 6 thôi nha các chị. 4 có thể lên 5. 5 thì các chị có thể lên 6 được. Nha, 5 có thể lên 6 được. 1 thì có thể lên 2. Cái này thì không có xuống size được, cái này phải lên size. Rồi em offline ở đây nha các chị. Đơn này sáng mai các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em vào buổi sáng. Tại buổi chiều bên em là mấy bạn nhà em sẽ off máy nha các chị. Tầm khoảng 11 giờ rưỡi là bên em off máy rồi. Nên các chị để ý điện thoại giúp giùm em. Em chốt đơn buổi sáng là em đi đơn cho các chị luôn. Rồi em cảm ơn các chị đẹp nhà em rất là nhiều. Bye bye các chị đẹp. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng